Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục sự hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 95. Sau khi đã nhắc lại lề luật, cha làm hát lên niềm hy vọng ơn tha thứ. Giê-xu nói: Từ tháng giêng, từ lúc cha cho con thấy bữa tối trong nhà Simon Tật Phong, con và cha linh hướng của con đã ước ao biết rõ hơn về Maria Magdala và những lời cha nói với cô. 7 tháng sau, cha cho các con khám phá ra những trang quá khứ này để làm vui lòng các con và để cho một kỷ luật đời sống cho những người phải biết nghiêng mình trên những linh hồn phong cùi, và một tiếng nói để nói với những linh hồn khốn nạn đang bị ngập trong nấm mồ của các thói hư để nó ra khỏi đó. Thiên Chúa nhân từ, người nhân từ với cả thế giới. Người không dùng những biện pháp loài người, người không cho là có sự khác nhau giữa tội nhẹ và tội trọng. Tội dù nó thế nào cũng làm đau lòng người. Sự sám hối làm cho người vui và sẵn sàng để tha thứ. Sự chống lại ân sủng làm cho người khắt khe không lay chuyển được, vì sự công bằng không thể tha cho kẻ không sám hối. Nó phải chết trong tình trạng ấy, mặc cho tất cả những trợ giúp mà nó có để hoán cải. Nhưng trong sự thiếu hoán cải, nếu không một nửa thì ít nhất cũng 4/10, có nguyên nhân đầu tiên là sự chảnh mạng của những kẻ có bổn phận cho sự hoán cải. Một sự nhiệt thành hiểu sai và giả dối là một tấm màn che trên sự ích kỷ đích thực và trên sự kiêu căng của họ, để cho phép họ yên lòng ở lại nơi náu ẩn riêng của họ mà không cần đi xuống dưới bùn để lôi ra khỏi đó một tâm hồn. Tôi trong sạch, tôi đáng được kính trọng. Tôi không đi tới những nơi dơ bẩn và những nơi người ta thiếu sự trọng kính đối với tôi. Nhưng những kẻ nói như vậy đã không đọc Tin Mừng, nơi đã nói rằng con Thiên Chúa đến hoán cải các người thu thuế và các gái điếm, chứ không phải chỉ có những người ngay lành của luật cũ. Những người đó không nghĩ rằng sự kiêu căng là sự ô uế của tâm hồn và thiếu bác ái là sự ô uế của con tim. Con sẽ bị nhục nhã ư? Cha đã bị như vậy trước con và còn hơn con nữa, trong khi cha là con Thiên Chúa. Con phải để y phục của con chạm vào sự ô uế ư? Còn cha đã chạm vào sự ô uế này bằng bàn tay cha, để nó đứng dậy và để cha nói với nó, hãy bước đi trên con đường mới này. Các con không nhớ những điều cha đã nói với các vị tiền bối của các con sao? Trong bất cứ thành hay làng nào mà các con vào, hãy hỏi xem ở đó có ai xứng đáng không, và hãy ở trong nhà họ. Như vậy để thế giới không gièm pha. Thế giới quá sẵn sàng để thấy điều xấu trong tất cả mọi sự. Nhưng cha lại thêm, rồi khi đi vào các nhà, cha nói, các nhà chứ không phải nhà, hãy chào họ bằng cách nói, bình an cho nhà này. Nếu nhà đó xứng đáng với sự bình an, thì sự bình an sẽ xuống trên đó. Nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. Điều đó để dạy các con rằng, cho tới lúc có bằng cớ chắc chắn về sự không chịu hoán cải, các con phải có cùng một con tim với mọi người. Và để hoàn tất lời giáo huấn, cha nói, nếu ai không tiếp nhận các con và không nghe lời các con, hãy ra khỏi các nhà đó và các thành đó, hãy phủi bụi còn dính ở gót giày các con.
nơi những người tốt mà lòng tốt được yêu quý một cách bền bỉ. Có thể nói, nó đã biến thành một khối pha lê nhẵn, thì sự dâm ô chỉ là bụi. Đối với bụi thì chỉ cần lúc lắc hay thổi vào nó là nó bay đi mà không để lại vết thương nào. Vậy hãy thực sự tốt như một khối duy nhất với đấng tốt lành đời đời ở trung tâm, thì không một sự đồi trụy nào có thể lên cao để làm nhơ bẩn các con. Nó không thể lên cao hơn cái gót giày là thứ đạp trên đất. Linh hồn thì ở trên cao hơn biết bao. Linh hồn các kẻ lành, các kẻ chỉ là một với Thiên Chúa. Linh hồn ở tận trên trời, ở đó bụi và bùn không tới được, dù là nó bị tung lên do sự thù ghét chống lại thần trí của người tông đồ. Nó có thể đụng tới thân xác, làm cho các con bị thương vật chất hay tinh thần bằng cách bách hại các con, bởi vì sự giữ ghét sự lành và chúng xúc phạm tới các con. Điều đó là gì? Cha đã không bị xúc phạm sao? Cha đã không bị thương sao? Nhưng những cú đả thương đó và các lời tục tĩu dâm bôn đó có làm in dấu trên thần trí của cha không? Nó có làm cha sao xuyến không? Không, cũng như đống đờm rãi trên tấm gương, giống như hòn sỏi ném vào chất thịt có nước cốt của một trái cây, nó trượt đi và không nhập vào được, hoặc là nó nhập vào nhưng chỉ một tí trên mặt, không thể tổn hại cho cái nhân nép kín trong hạt. Trái lại, nó làm lợi cho sự nảy mầm, vì cái mầm chui qua một khối đã hơi mở ra thì dễ hơn chui qua một trái còn nguyên vẹn. Chính trong khi chết mà hạt giống nảy mầm và người tông đồ sinh sản. Đôi khi trong khi chết một cách vật chất, trong khi chết hầu như mỗi ngày theo nghĩa bóng, mà cái tôi con người bị bẻ gãy. Và đó không phải là chết, đó là sống, đó là sự toàn thắng của thần trí trên những cái chỉ là con người. Nàng đã đến với cha bởi một cơn chướng của sự nhàn rỗi, vì không biết làm gì trong những giờ rảnh. Tai nàng đã bị chát chúa vì những lời nịnh hót dối trá của những kẻ ru ngủ nàng bằng những ca vịnh của tình dục để bắt nàng làm nô lệ. Nàng thấy vang dội nơi tai nàng tiếng nói trong trẻo và nghiêm khắc của chân lý, của một chân lý không sợ bị người ta khinh chê, chân lý mà người ta không biết tới, và chân lý nói khi nó nhìn lên Thiên Chúa. Và giống như tiếng chuông trong ngày lễ, tất cả mọi tiếng đều tan thành lời. Những tiếng quen thuộc vang trong trời, trong bầu khí quyển xanh và tự do, lan qua thung lũng, đồi núi, đồng bằng, biển hồ, để nhắc lại sự vinh quang của Chúa và các ngày lễ của người. Các con có nhớ tiếng chuông ngày lễ trong thời bình, nó làm cho vui tươi biết bao cái ngày được dâng hiến cho Chúa. Quả chuông lớn nhất bằng cái trái của nó cho một nốt đầu tiên nhân danh lề luật của Thiên Chúa. Nó nói: tôi nói nhân danh Thiên Chúa là thẩm phán và là vua. Rồi các chuông nhỏ chuyển cung là đấng nhân từ, thương xót và nhẫn nại, cho tới khi trái chuông nhỏ nhất nói bằng cái giọng thiên thần, đức ái của người thúc đẩy tới sự tha thứ và lòng thương xót, để dạy ta rằng sự tha thứ có ích lợi hơn sự thù hằn, và sự thương xót có lợi hơn tính khắc nghiệt. Hãy đến với đấng hay tha thứ, hãy tin ở đấng hay thương xót. Cha cũng vậy, sau khi đã nhắc lại lề luật bị kẻ tội lỗi trà đạp, cha làm hát lên niềm hy vọng ơn tha thứ như một dải băng lụa màu xanh mà cha vẫy nó giữa các thứ màu đen để đặt vào đó những lời khích lệ. Sự tha thứ, đó là giọt sương mát trên vết phỏng của kẻ có tội. Sương không phải là mưa đá rơi, đập xuống như mũi tên, làm bị thương rồi nảy lên và ra đi, không thấm nhập, lại làm hư các bông hoa. Sương rơi xuống rất nhẹ nhàng, dù các bông hoa mong manh nhất cũng không cảm thấy sương đến đậu trên cánh chàng như lụa của nó. Nhưng rồi nó uống lấy sự mát mẻ và được phục hồi. Sương cũng đọng gần nơi rễ, trên lớp đất cháy và thấm vào nó. Đó là sự ẩm ướt của nước mắt của các vì sao,
nước mắt yêu thương của người vú nuôi trên đứa trẻ khác. Nó rơi xuống và nó nuôi dưỡng cùng một chật với dòng sữa ngọt và bổ dưỡng. Ôi, mầu nhiệm của các yếu tố hoạt động cả khi con người nghỉ ngơi hay phạm tội. Sự tha thứ giống như làn sương này. Nó mang theo với nó không phải chỉ có sự trong sạch mà còn có chất nước cốt nuôi sống mà nó lấy. Không phải nơi các yếu tố mà là lấy ở cái lò của Thiên Chúa. Rồi sau khi đã hứa ơn tha thứ, đây, đấng khôn ngoan nói để cho biết những gì đúng luật và những gì không đúng. Người nhắc lại và lay động, không phải bằng sự khắt khe, nhưng bằng sự lo lắng cứu vớt của hiền mẫu. Biết bao lần sự chai đá của các con đã làm cho đức ái không thấm nhập được, và các con khăng khăng chống lại đức ái cúi xuống trên các con. Biết bao lần các con trốn nó trong khi nó nói với các con. Biết bao lần các con chế nhạo nó. Biết bao lần các con ghét nó. Nếu đức ái xử sự với các con giống như các con đối xử với nó, thì khốn cho các con chừng nào. Trái lại, các con thấy đó, nó là người bước không biết mệt để đi tìm các con. Nó tới gặp các con, dù các con vùi dập trong cái hang ghê tởm của các con. Tại sao cha muốn vào căn nhà này? Tại sao cha không làm phép lạ ở đó? Là để dạy cho các tông đồ phải hành động thế nào trong khi đương đầu với các thành kiến và các chỉ trích, để làm chọn nhiệm vụ cao cả và thoát được những điều này của thế giới. Tại sao cha lại nói với Giuđa các lời đó? Các tông đồ rất thường như vậy trong tính khí nhân loại của họ. Tất cả các Kitô hữu cũng vậy, kể cả các vị thánh trên trái đất, ở một mức độ ít hơn, vẫn còn cái gì tồn tại, ngay cả nơi những người hoàn toàn. Nhưng các tông đồ chưa tới được chỗ đó. Tư tưởng của họ bị thấm nhiễm bởi nhân tính. Cha nâng họ lên, nhưng sức nặng của nhân tính nơi họ lôi họ xuống. Để làm cho họ luôn luôn lên cao hơn, cha phải đặt trên con đường lên dốc những thứ có thể ngăn cản họ tụt xuống bằng cách họ dừng lại trước bậc cản, suy nghĩ, nghỉ ngơi, rồi lại đi lên cao hơn lúc trước. Đó là những thứ có khả năng thuyết phục họ rằng cha là Thiên Chúa. Và bởi đó, cha nhìn được vào nội quan của các tâm hồn. Và bởi đó, thắng được các yếu tố, làm được phép lạ, biến hình, sống lại và hiện diện khắp nơi. Cha đã ở trên đường đi Emmaus trong khi cha hiện diện ở nhà tiệc ly, và giờ khác của hai sự hiện diện được đối chiếu bởi các tông đồ và các môn đệ đã là một trong những lý do làm cho họ lay động nhất để dứt ra khỏi các của cải của họ và lao họ vào con đường của Đức Kitô. Còn hơn là với Giuđa, một phần tử mà sự chết đã âm ỉ trong nó rồi. Cha nói cho 11 tông đồ kia, cha cần thiết phải làm sáng lên trước mắt họ rằng cha là Thiên Chúa. Không phải vì kiêu ngạo, nhưng đó là sự cần thiết để đào tạo họ. Cha là Thiên Chúa và là Thầy. Những từ này diễn tả cha là ai? Cha tỏ mình ra bằng những quyền năng vượt trên nhân loại, và cha dạy dỗ một sự hoàn thiện. Đừng làm những việc đàm thoại xấu, dù là trong nội tâm chúng ta, bởi vì Thiên Chúa thấy. Và Thiên Chúa phải thấy một nội tâm trong sạch để người có thể xuống đó và làm cho nó thành chỗ ở của người. Tại sao cha không làm phép lạ trong căn nhà đó? Để cho mọi người hiểu rằng sự hiện diện của Thiên Chúa đòi hỏi một ngoại diện trong sạch do việc kính trọng sự cao cả của vương quyền người. Để nói mà không cần nhích môi, nhưng nói những lời thấm thía hơn, nói vào thần trí của cô gái tội lỗi, nói với cô rằng, con gái khốn nạn ơi, con thấy không, con dơ bẩn hơn tất cả. Chung quanh con toàn là ô uế, dơ bẩn tới nỗi Thiên Chúa không thể hành động. Con dơ bẩn hơn cái tên này, vì con đã làm mới lại cái tội của Eva, và con trao trái cấm cho các Adam bằng cách quyến rũ họ xa lìa bổn phận của họ. Con là sứ giả của Satan. Nhưng tại sao cha không muốn cho người mẹ đang âu sầu gọi cô ta là Satan?
bởi vì không một lý do nào biện minh được cho sự nguyền rủa và sự thù ghét. Sự thiết yếu đầu tiên bó buộc phải có, và điều kiện đầu tiên để có Thiên Chúa ở với chúng ta là không được giữ sự thù ghét và phải biết tha thứ. Điều thiết yếu thứ hai là phải biết nhìn nhận rằng trong chúng ta cũng như trong những cái thuộc về chúng ta đều có những sai phạm, nên đừng chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác mà thôi. Điều thiết yếu thứ ba là phải biết bảo trì lòng biết ơn và sự trung thành sau khi đã nhận được ơn phúc. Đó là sự công bình đối với đấng hằng hữu. Khốn cho những kẻ sau khi đã nhận được ơn phúc lại còn xấu hơn con chó, không còn nhớ tới vị ân nhân của nó, trong khi con chó thì nó vẫn nhớ. Cha đã không nói một lời nào với Maria Magdalena, tựa như cô ta là bức tượng. Cha chỉ nhìn cô ta một thoáng, rồi cha ngoảnh đi. Cha trở lại với các kẻ sống mà cha muốn cứu. Cô ta là chất liệu chết, giống như và còn hơn đối với bức tượng đá. Cha đã bao phủ cô ta bằng vẻ ơ hờ lãnh đạm. Cha không nói một lời nào, cũng như không có một cử chỉ nào ngoài mục đích chính là linh hồn khốn nạn của cô ta mà cha muốn cứu. Và lời sau cùng của cha: Thầy, thầy không nguyền rủa, con cũng đừng nguyền rủa, hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, không có gì khác hơn. Giống như một chàng hoa mà người ta kết lên, nó được gắn liền với điều cha đã nói trên núi. Sự tha thứ hữu ích hơn sự thù ghét, và sự thương xót có lợi hơn sự khắc nghiệt. Những lời đó đã vây hãm cô ta, cô gái khốn nạn đáng thương, trong một cái vòng bằng nhung, mát mẻ, thơm tho mùi của lòng nhân từ, làm cho cô ta thấy sự yêu mến phụng sự Thiên Chúa khác xa chừng nào với sự hung bạo của Satan. Hương thơm trên trời thì ngọt ngào chừng nào so với sự hôi thối của tội lỗi. Được yêu một cách thánh thiện là sự nghỉ ngơi chừng nào hơn là bị xâm chiếm bởi Satan. Các con thấy Thiên Chúa tiết độ chừng nào trong các ý muốn của người. Người không đòi hỏi những cuộc hoán cải xét đánh. Người không yêu sách sự tuyệt đối của một con tim. Người biết chờ đợi, người biết tự bằng lòng. Trong khi người chờ đợi kẻ lạc tìm lại được con đường, kẻ điên lấy lại được lý trí, người tự bằng lòng với điều bà mẹ băn khoăn cho người. Cha chỉ hỏi bà có thể tha thứ không? Biết bao điều khác cha có thể hỏi bà để làm cho bà xứng đáng với phép lạ, nếu cha xét đoán như con người. Nhưng cha đo lường sức lực của các con theo cách thức của Thiên Chúa. Đối với bà mẹ sao xuyến này, tới được chỗ sẵn sàng tha thứ đã là nhiều rồi. Lúc này cha chỉ đòi hỏi bà có thế thôi. Sau đó, khi đã trả lại cho bà đứa con của bà, cha nói với bà, hãy nên thánh và làm cho cả nhà bà nên thánh. Nhưng trong lúc bà băn khoăn, cha chỉ đòi hỏi bà tha cho kẻ có lỗi. Người ta không thể đòi hỏi tất cả nơi một kẻ mà mới một lúc trước là số không và ở trong tối tăm. Bà mẹ này sau đó đã hoàn toàn trở về với ánh sáng, và cùng với bà là bà vợ và các đứa con. Tại lúc này phải làm cho hoàng hôn của ánh sáng đến trên đôi mắt mù vì nước mắt của bà. Sự tha thứ là bình minh của ngày Thiên Chúa. Đối với những kẻ hiện diện, cha không kể Giuđa, cha nói về những kẻ đã ở nơi đó mà không là các môn đệ của cha. Chỉ có một người duy nhất không trở về với ánh sáng. Những thất bại này đi theo các chiến thắng của việc truyền giáo. Luôn luôn có những kẻ mà vị tông đồ phải nhọc công vô ích. Nhưng những thất bại này không được làm cho các ngài mất can đảm. Người tông đồ không thể đòi hỏi phải được tất cả. Có những sức mạnh đối phương mang nhiều thứ tên chống lại các ngài. Những sức mạnh này giống như những cái râu của con bạch tuộc, nó kéo lại những con mồi mà các ngài đã giật của nó. Công phúc của người tông đồ không thay đổi. Khốn cho người tông đồ nào nói, tôi biết ở đó, tôi không thể làm hoán cải nên tôi không tới đó. Người này là một tông đồ vô giá trị. Phải đi tới đó, dù chỉ có một trong số 1000 người được cứu.
Ngày giờ của vị tông đồ sẽ sinh hoa trái cho người duy nhất này cũng giống như cho 1.000 người, vì Ngài đã làm tất cả những gì Ngài có thể, và vì thế Thiên Chúa thưởng công cho Ngài. Cũng phải nghĩ rằng ở nơi mà vị tông đồ không hoán cải người ta được, bởi vì những kẻ cần hoán cải bị xâm chiếm quá chắc bởi Satan, và sức mạnh của vị tông đồ không đủ so với sức mạnh đòi hỏi, Thiên Chúa có thể can thiệp, và lúc đó ai có thể hơn Thiên Chúa? Một điều khác nữa mà vị tông đồ phải tuyệt đối áp dụng là tình yêu, một tình yêu bộc lộ chứ không phải tình yêu thầm kín của các con tim trung thành. Tình yêu thầm kín chỉ đủ cho các anh em tốt. Tông đồ là người thợ của Thiên Chúa, và họ không thể chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện. Họ phải hành động, họ phải hành động với tình yêu, một tình yêu vĩ đại. Sự khắt khe làm tê liệt công việc của vị tông đồ và những di động của các linh hồn về với ánh sáng. Không khắt khe, nhưng yêu thương. Tình yêu là y phục bằng chất thạch ma mà ngọn lửa của các tham vọng xấu không thể tấn công được. Tình yêu làm cho các con bão hòa một thứ tinh dầu bảo vệ, ngăn cản không cho sự hôi thối con người Satan thấm nhập vào các con. Để chinh phục một linh hồn, phải biết yêu nó. Để chinh phục một linh hồn, phải dẫn nó tới tình yêu. Yêu điều thiện và xa tránh tất cả những tình yêu khốn nạn của tội lỗi. Cha đã muốn linh hồn của Maria cũng như với con Gioan nhỏ. Cha không chỉ giới hạn ở việc nói về chức vị làm thầy của cha. Cha đã xuống tìm nó trên con đường của tội lỗi. Cha theo đuổi nó, hành hạ nó bằng tình yêu của cha. Một sự hành hạ êm dịu. Cha là sự trong sạch. Cha đã vào nơi nàng ở, nàng kẻ dơ bẩn. Cha không nghi ngờ sự phẫn nộ đối với cha cũng như đối với những kẻ khác. Sự phẫn nộ không thể thấm nhập vào cha, bởi vì cha là sự thương xót. Và cô gái này khóc về sự lỗi lầm mà không phẫn nộ. Khốn cho vị chủ chăn phẫn nộ và núp sau cái bức bình phong này để bỏ rơi một linh hồn. Các con không biết rằng linh hồn trỗi dậy dễ hơn thân xác. Lời nói của lòng thương xót và tình yêu rằng: bạn ơi, trỗi dậy đi vì ích lợi của bạn, thường thi hành những phép lạ sao? Cha không sợ sự phẫn nộ của kẻ khác. Các hành động của cha được biện minh trước mặt Thiên Chúa và được hiểu trước mặt những kẻ tốt. Con mắt ác ý bốc lên men hiểm độc, xông ra mùi hư thối từ nội tâm, chẳng có giá trị gì cả. Nó tìm thấy lỗi ở cả nơi Thiên Chúa, nó chỉ thấy có nó là hoàn hảo. Vậy cha không phải lo gì về nó. Đây là 3 điều kiện để cứu rỗi một linh hồn. Hoàn toàn liêm khiết để có thể nói mà không sợ lời nói bị giảm thiểu, thành sự yên lặng. Nói với tất cả một đám đông theo cách nào để cho lời giảng đạo hướng về đám đông tụ họp chung quanh chiếc thuyền mầu nhiệm, nhờ các đợt sóng vươn ra có thể đi luôn luôn xa hơn, tới tận những bãi bùn nơi các kẻ bị cầm giữ trong bùn lầy nằm ngủ mà không lo âu gì tới việc nhận biết chân lý. Đó là công việc đầu tiên phải làm để đập bể lớp vỏ đất cứng và sửa soạn cho việc gieo hạt. Đó là công việc nặng nề nhất cho kẻ phải hoàn thành nó, cũng như cho kẻ phải chịu đựng, vì lời nói phải như một lưỡi cày sắc, phải làm bị thương để mở ra. Thực vậy, cha nói với các con rằng người tông đồ tốt sẽ bị thương và chảy máu vì sự đau khổ do phải làm bị thương để mở ra. Nhưng nỗi đau này sinh sản. Chính nhờ máu và nước mắt của vị tông đồ mà đất cứng không trồng cấy được trở nên màu mỡ. Phẩm chất thứ hai, làm việc cả ở nơi mà một người khác vì hiểu sai sứ mạng của họ đã bỏ trốn, phải nát lòng để cố gắng diệt các cỏ lùng, cỏ gấu, các gai góc để đất sạch sẽ, có thể cày bừa để làm sáng lên như một mặt trời quyền phép của Thiên Chúa và lòng nhân từ của người, cùng một lúc là vị thẩm phán và thầy thuốc. Nghiêm nghị nhưng đầy tình thương, biết dừng lại để chờ cho thời gian giúp các linh hồn vượt qua cơn khủng hoảng để suy nghĩ và quyết định.
Điểm thứ ba, vừa khi linh hồn trong sự yên lặng, ăn năn hối hận, khóc và nhìn xem các sai lầm của nó và một cách bẽn lẽn, dám đi lại với vị tông đồ, sợ rằng sẽ bị đuổi, thì người tông đồ phải có con tim lớn hơn biển cả, êm dịu hơn con tim người mẹ, gợi tình yêu hơn con tim người chồng, và mở toang nó ra để cho trào ra những đợt sóng âu yếm. Nếu các con có Thiên Chúa trong các con, Thiên Chúa là đức ái, các con sẽ tìm thấy dễ dàng các lời của đức ái để nói với các linh hồn. Thiên Chúa sẽ nói trong các con bởi các con, và như mật ong chảy ra từ tầng mật, như dầu thơm chảy ra từ một ống dầu, tình yêu sẽ chảy trên đôi môi cháy nóng, được thưởng thức, sẽ đến với các tâm hồn bị thương để trở thành sự nâng đỡ và phương thuốc. Hãy làm thế nào để các kẻ có tội yêu các con, thầy thuốc của các linh hồn? Hãy làm cho họ thưởng thức mùi vị của đức ái trên trời và trở nên lo lắng để không tìm của ăn nào khác. Hãy làm cho nó cảm thấy trong sự êm đềm của các con một sự nhẹ nhõm tuyệt vời, tới nỗi nó tìm kiếm cho hết các vết thương của nó. Tình bác ái của các con phải tránh cho họ mọi thứ sợ sệt, vì cũng như trong chương mà con đọc hôm nay, sự sợ hãi ức đoán hình phạt. Kẻ sợ thì không ở trong đức ái toàn vẹn, những kẻ làm cho sợ cũng không. Đừng nói, ngươi đã làm gì? Đừng nói, đi khỏi đi. Đừng nói, ngươi không thể thưởng thức tình yêu tốt lành. Nhưng hãy nói nhân danh Cha, hãy yêu và Cha tha cho con. Hãy nói, hãy đến đôi tay của Giê-xu đang mở rộng. Hãy nói, hãy thưởng thức bánh các thiên thần và lời Chúa. Hãy quên đi chất nhựa của hỏa ngục và sự khinh bỉ của Sa-tan. Các con hãy tự ý làm các con vật chở đồ nặng cho sự yếu đuối của kẻ khác. Vị tông đồ phải mang lấy ách của mình và của người khác cùng một lúc với thánh giá của mình và của người khác. Và khi các con đến với Cha chở nặng những con chiên bị thương, hãy bảo đảm cho chúng, các con chiên lạc, hãy nói với chúng, tất cả đều được quên đi kể từ lúc này. Hãy nói, đừng sợ vị cứu tinh, người từ trời xuống thế cho con, đặc biệt là cho con. Ta chỉ là cái cầu để dẫn con về với người. Người đang chờ con ở bên kia con kênh của sự miễn tố vì thống hối, để dẫn con tới đồng cỏ thánh của người, mà bắt đầu là ở đây trên trái đất này, nhưng rồi tiếp tục trong vẻ đẹp đời đời nuôi sống và kỳ diệu trên trời. Đó là lời phê bình, nó ít liên quan tới các con, những con chiên trung thành với chủ chăn tốt. Nhưng với con bạn tình nhỏ, nó sẽ là sự tăng trưởng của lòng tin cậy, và đối với Cha linh hướng, nó sẽ cho thêm ánh sáng vào ánh sáng của Ngài để xét đoán. Với nhiều người, nó không phải là cây gậy kích thích để đẩy vào sự thiện, nhưng nó sẽ là làn xương như Cha đã nói, thấm nhập và nuôi dưỡng, và làm đứng dậy các bông hoa đã héo. Hãy ngửa mặt lên, bầu trời ở trên kia. Hãy đi bằng an, Maria, Chúa ở cùng con. Bởi vì ta có hơn gì đâu, xin đừng lên án anh em. Bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình mến thương nhau đậm đà.
đôi mắt của ta thừa nhìn những điều sâu xa. Ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điêu ngoa, những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng. Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn. Chương 96. Giêsu nói với Ma-tha: Con đã có sự toàn thắng trong tay. Giêsu sắp bước lên thuyền. Đây là một bình minh trong sáng của mùa hè. Các cánh hồng tách ra rơi trên tấm nhiễu như tơ của mặt hồ. Thình lình Ma-tha tới cùng với người đầy tớ. Ôi, thầy ơi, nghe con tí, vì tình yêu Thiên Chúa. Giêsu lại lên trên bờ và nói với các tông đồ: Hãy tới chờ thầy ở gần cái thác. Trong khi chờ đợi, hãy chuẩn bị tất cả cho sứ mạng ở Macedon. Miền thập tỉnh cũng đang chờ lời. Đi đi. Trong khi chiếc thuyền rời bến và ra xa, Giêsu bước đi bên cạnh Ma-tha. Marcel theo sau một cách kính cẩn. Họ rời xa khu vực trong khi bước dọc bờ hồ. Ngay sau một dải cát có mọc ít cỏ dại, tới một khu vực đầy cỏ cây, rồi rời bỏ con đường ngang để leo lên sườn dốc sôi mình trên mặt hồ. Khi họ đã tới một nơi yên tĩnh, Giêsu mỉm cười nói: Còn muốn nói với thầy điều gì? Ôi thầy ơi, đêm nay vừa sau vọng canh thứ hai một tí, Maria nó trở về nhà. À, mà con quên nói với thầy rằng nó đã nói với con lúc trưa, khi chúng con đang ăn: Chị có phiền để cho em mượn một áo dài và một áo khoác của chị không? Nó sẽ hơi cộc. Em sẽ để chiếc áo rộng rãi vậy.
và em sẽ xuống lai áo khoác. Con đã nói với nó, cứ lấy bất cứ cái gì em muốn. Và quả tim con đập rất mạnh, vì trước lúc đó, ở trong vườn, con đã nói với Michelle, vào lúc hoàng hôn, phải sẵn sàng ở Capernaum, vì thầy sẽ nói với đám đông tối nay. Và con thấy Maria giật nảy, biến sắc, không ở yên một chỗ, nhưng đi đi lại lại một mình, như một tâm hồn đau khổ, băn khoăn vì phải quyết định, chưa biết phải nhận cái gì và xua đuổi cái gì. Sau bữa ăn, nó vào phòng con và nó lấy bộ đồ tối màu nhất mà con có, bộ đồ khiêm tốn nhất. Nó mặc thử và xin người vú nuôi xuống tất cả đường viền vì cái áo quá cộc. Nó đã thử tự làm lấy, nhưng nhận ra và khóc. Em không biết khâu nữa. Em đã quên tất cả những gì là hữu ích và tốt. Và nó choàng tay ôm cổ con và nói, cầu nguyện cho em. Rồi lúc hoàng hôn, nó đi ra một mình, vì con đã cầu nguyện để nó đừng gặp ai ngăn cản nó tới đây, để nó hiểu lời thầy, để nó thành công trong việc bóp nghẹt dứt khoát. Con quái vật đã biến nó thành nô lệ. Thầy coi này, con đã thêm vào dây lưng của con chiếc dây lưng của thầy thắt ở bên trong. Và khi con cảm thấy sức ép của da cứng vào lưng, vì con không có thói quen với chiếc dây lưng cứng như vậy, con nói, người mạnh hơn tất cả. Rồi với chiếc xe, chúng con đi lẹ, và chúng con tới. Michelle và con không biết thầy có nhìn thấy chúng con trong đám đông không? Nhưng đau đớn chừng nào, biết bao là gai trong tim khi không nhìn thấy Maria. Con nghĩ, nó đã hối tiếc, nó đã trở lại nhà, hay là nó đã trốn đi, không chịu đựng nổi uy quyền của con, mà nó đã phàn nàn. Con nghe thầy và con khóc dưới khăn von. Những lời này tựa như được nói cho nó, mà nó không nghe. Con nghĩ vậy, vì con không nhìn thấy nó. Con trở lại nhà, thất vọng. Đúng vậy, con đã không vâng lời thầy, bởi vì thầy nói với con rằng, nếu nó đến, thì đợi nó ở nhà. Nhưng thầy coi quả tim con, chính em con đến với thầy, làm sao con có thể không ở đó để nhìn thấy nó ở bên thầy? Rồi thầy bảo con rằng, nó sẽ bị giày vò, và con muốn ở gần nó ngay để nâng đỡ nó. Con đã quỳ gối khóc trong khi cầu nguyện trong phòng con, và vọng canh thứ hai chấm dứt từ lâu. Rồi khi nó về, rất êm nhẹ, tới nỗi khi con chỉ biết khi nó lăn xả trên con, ôm chầm lấy con rất chặt trong tay và nói, đúng thật, tất cả những điều chị nói, người chị có phước, và kể cả rất nhiều hơn chị đã nói. Tình thương của người rất lớn lao hơn. Ôi, mắt ta của em, chị không cần phải giữ em nữa. Chị sẽ không còn thấy em vô luân và thất vọng nữa. Chị sẽ không còn nghe em nói, để khỏi suy nghĩ nữa. Bây giờ, em muốn suy nghĩ. Em biết phải nghĩ về cái gì? Về lòng nhân từ đã mặc lấy xác. Chị ơi, chị đã cầu nguyện cho em. Chắc chắn, chị đã cầu nguyện cho em. Chị đã có sự chiến thắng trong tay. Maria của chị không muốn phạm tội nữa. Bây giờ nó sinh lại. Nó đây. Chị hãy nhìn rõ mặt nó. Bởi vì đây là một Maria mới. Mặt mũi được rửa bằng nước mắt, trông cậy và thống hối. Chị có thể hôn em,
người chị trong sạch. Không còn vết tích tình yêu đáng xấu hổ trên mặt em nữa. Người đã nói, người yêu tâm hồn em, bởi vì chính với nó và về nó mà người đã nói. Con thiên lạc là em, người đã nói. Hãy nghe kỹ xem có phải em nói đúng không? Chị đã biết kiểu nói của vị cứu tinh. Và nó nhắc lại cho con một cách hoàn toàn dịu ngôn của thầy. Maria nó rất thông minh, rất nhiều hơn con. Nó biết nhắc lại, như vậy là con đã nghe thầy hai lần. Trên môi thầy, những lời thánh và đáng tôn thờ. Trên môi nó, con thấy nó thánh, đáng tôn thờ và dễ thương. Vì đó là môi của người em gái, của người em gái đã tìm lại được của con, trở về với chuồng chiên của gia đình, đã nói với những lời đó với con. Chúng con ôm nhau, ngồi trên chiếc thềm dưới đất như khi chúng con còn nhỏ, và chúng con ở như vậy trong phòng của má con, hay nơi má làm việc, dệt hay thêu những mảnh vải lộng lẫy của má. Chúng con ngồi yên như vậy, chúng con không còn bị tội lỗi chia lìa. Và con thấy như má con cũng hiện diện bằng thần trí của má. Chúng con đã khóc, không đau đớn, nhưng với biết bao bình an, chúng con ôm nhau, sung sướng. Rồi Maria, mệt vì con đường nó đã đi bộ, và xúc động bởi bao nhiêu thứ, nó đã thiếp ngủ trong tay con, với sự trợ giúp của người vú nuôi. Con đã đặt nó trên giường của nó, và con đã rời nó để tới đây. Và Martha hôn tay của Giê-xu hớn hở. Thầy cũng nói với con điều mà Maria đã nói với con. Con đã có sự toàn thắng trong tay. Hãy đi và hãy sung sướng. Hãy đi trong bình an. Hãy xử sự rất êm dịu và khôn ngoan đối với kẻ vừa tái sinh. Chào con Martha. Hãy cho Lazaro biết tin, vì ông ta đang băn khoăn ở đó. Thưa thầy, vâng. Nhưng Maria, khi nào nó sẽ đến với chúng con, các môn đệ thầy? Giê-xu mỉm cười và nói, Đấng tạo hóa đã làm việc tạo dựng trong 6 ngày, và ngày thứ 7, người nghỉ ngơi. Con hiểu, phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn, đúng. Đừng thở dài, đó cũng là một nhân đức. Bình an cho các con, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau. Và Giê-xu rời hai bà để đi xuống hồ, nơi con thuyền đang chờ người ở gần bãi. Chương 97. Maria Magdalena trong nhà Pharisee Simon. Tôi thấy một phòng rất giàu sang, một bộ đèn chùm lộng lẫy gồm nhiều ngọn treo ở giữa phòng, tất cả đều thắp sáng. Trên tường treo đầy những bức thảm rất đẹp, bàn ghế được trang trí bằng những đồ cần khắc và khảm ngà voi cùng với những lá mỏng quý giá. Tất cả các bàn ghế đều rất đẹp. Giữa phòng là một cái bàn vuông lớn, nhưng do 4 cái bàn kê lại với nhau, chắc chắn bàn kê kiểu này để đủ chỗ cho tất cả các khách mời. Tất cả đều là nam giới. Nó được phủ bằng những tấm trải bàn rất đẹp. Trên đó là những chén đĩa quý giá với nhiều bình và ly quý. Các đầy tớ phục dịch ở chung quanh để mang các món và chuốc rượu. Trong khoảng trống ở giữa 4 cái bàn thì không có ai. Tôi thấy nền nhà rất đẹp, phản chiếu ánh sáng của các ngọn đèn dầu.
Trái lại, phía ngoài bàn là nhiều ghế nằm, tất cả đều có khách giữ. Tôi thấy mình như đang ở trong một góc hơi tối. Ở cuối phòng, gần một cái cửa mở rộng ra phía bên ngoài, nhưng nó được che bằng cái thảm nặng, hay cái màn giống như cái thảm treo vào ngưỡng cửa. Ở phía xa cửa hơn là chủ nhà, với các khách mời có hạn, ông chủ là người có tuổi, mặc áo choàng trắng rộng, thắt lại ở lưng bằng sợi dây nịt thêu đẹp, y phục có ở cổ, ở gấu tay và ở cả thân áo. Những băng thêu được dùng như những băng vải hay những dải thêu, nếu người ta thích gọi như vậy. Nhưng tôi không thích khuôn mặt của ông già nhỏ này. Đó là khuôn mặt độc ác, lạnh lùng, kiêu hãnh và tham lam. Ở phía đối diện, trước mặt ông ta là Giê-xu. Tôi nhìn người nghiêng, hầu như nhìn từ phía sau. Người mặc y phục trắng thường xuyên, chân đi xăng đan, tóc rẽ đôi trên chén và dài như thường lệ. Tôi thấy người cũng như tất cả các thực khách không nằm như tôi nghĩ, trên ghế nằm, tức là thẳng góc với bàn nhưng lại song song với bàn. Trong thị kiến về tiệc cưới Cana, tôi không chú ý nhiều tới chi tiết này. Tôi đã thấy họ ăn trong khi tỳ lên đầu gối tay trái, nhưng tôi thấy như họ không nằm, bởi vì ở đó các ghế giường ít sang trọng hơn và ngắn hơn nhiều. Ở đây, những chỗ ngồi này đúng là cái giường, nó giống như cái đi văn kiểu mới theo mốt Thổ Nhĩ Kỳ. Giê-xu có Gioan ở bên cạnh, và cũng như Giê-xu, ông tỳ trên cùi chỏ trái, cũng như mọi người. Kết quả là Gioan vào giữa bàn và cơ thể Chúa. Cùi chỏ của ông ngang với hông của thầy, theo cách giữ vị trí để không vướng khi ăn, và cũng cho phép ông, nếu ông muốn, tự đầu cắt kín đáo trên ngực thầy. Không có phụ nữ, mọi người đều nói, và ông chủ nhà thỉnh thoảng hướng về Giê-xu với vẻ thân mật đầy điệu bộ và bộc lộ sự chiếu cố. Rõ ràng là ông ta muốn tỏ cho người và tỏ ra cho tất cả những người hiện diện là ông ta đã làm cho người một vinh dự lớn, là mời người vào căn nhà giàu sang của ông. Vì người là một tiên tri nghèo, là người mà người ta cho là ít được ca tụng. Tôi thấy Giê-xu trả lời cách tao nhã và bình thản. Người mỉm nụ cười rất nhẹ nhàng với những ai hỏi người. Người mỉm nụ cười rất tươi sáng nếu kẻ hỏi người, hoặc chỉ đưa mắt nhìn người là Gioan. Tôi thấy tấm màn dày sang trọng, che khung cửa ra vào được vén lên, và một người phụ nữ đi vào. Nàng còn trẻ, rất đẹp, ăn mặc sang trọng và đầu tóc trải rất mỹ thuật. Bộ tóc vàng bóng rất dày, làm cho đầu nàng đúng là một sự trang điểm, bằng bộ tóc được thắt bím cách nghệ thuật. Nàng tựa như đội một cái nón bằng vàng rất nổi, vì bộ tóc quá dày và bóng láng. Nàng mặc một bộ đồ mà tôi phải nói là rất kỳ diệu và phức tạp, nếu tôi so sánh với y phục mà tôi luôn luôn nhìn thấy nơi Đức Trinh Nữ Maria. Có những cái khóa trên vai, những nữ trang để giữ các nếp ly trên ngực, những dây chuyền vàng để trang trí lòng ngực, một dây lưng với cái khóa bằng vàng và những đá quý. Một loại y phục rất khiêu gợi, làm nổi lên những đường nét của cơ thể rất đẹp của nàng. Trên đầu là một chiếc phôn rất mỏng, tới nỗi nó chả che được gì cả. Đó là một đồ trang sức, có thế thôi. Ở chân là đôi xanh đan rất đẹp, với những cái khóa bằng vàng. Đó là xanh đan bằng da đỏ, với những sợi dây thắt lại ở mắt cá chân. Hết mọi người, trừ Giê-xu, đều quay lại nhìn nàng.
Gioan quan sát nàng một lát, rồi ông quay về Giêsu. Những người khác nhìn nàng đăm đăm với sự thèm thuồng xấu rõ ràng. Nhưng người phụ nữ không nhìn họ tí nào cả. Nàng cũng không lo chi đến những sì sào nổi lên khi nàng vào và những cái liếc mắt của tất cả các thực khách trừ Giêsu và người môn đệ. Giêsu tỏ ra như người không nhận thấy điều gì cả. Người tiếp tục nói và kết thúc câu đàm thoại với ông chủ nhà. Người đàn bà đi về phía Giêsu và quỳ gối bên chân thầy. Nàng để xuống đất chiếc bình nhỏ có dạng bình có quai, có bụng rất phình. Nàng dỡ chiếc phôn che đầu ra bằng cách tháo ra chiếc trâm quý cài nó vào mái tóc. Nàng tháo các chiếc nhẫn ở ngón tay ra và đặt tất cả trên cái ghế giường bên cạnh chân Giêsu. Rồi nàng cầm trong tay những bàn chân của Giêsu, trước tiên là chân phải, rồi chân trái. Nàng tháo xương đan của người ra và đặt trên đất. Rồi nàng hôn hai chân người, cục trán trên đó và khóc nức nở. Nàng vuốt ve nó và nước mắt nàng rơi như mưa. Các giọt nước mắt sáng lên dưới những ngọn đèn và túi lên làn da của đôi chân đáng thờ lại. Giêsu từ từ quay đầu lại, đôi mắt xanh đậm của người đặt cái nhìn trên cái đầu đang cúi trong giây lát. Một cái nhìn tha thứ, rồi người lại nhìn vào giữa. Người để nàng tự do trong sự bộc lộ của nàng. Nhưng những người khác thì không. Họ giỡn với nhau, liếc mắt và cười giễu. Người Pha-ri-siêu ngồi hẳn dậy một lúc để nhìn cho rõ. Cái nhìn của ông biểu lộ sự thèm khát, sự khó chịu, sự mỉa mai. Chính ông ta thèm muốn người đàn bà. Tình cảm này hiển nhiên. Đằng khác là ông bực mình vì người đàn bà đi vào cách tự do, điều có thể làm cho các người khác nghĩ rằng nàng là người quen thuộc của căn nhà. Rồi sau cùng là cái nhìn mỉa mai của ông về phía Giêsu. Nhưng người phụ nữ không để ý đến chuyện gì cả. Nàng tiếp tục trào nước mắt lên láng. Không một tiếng kêu, chỉ có những giọt nước mắt lớn và thỉnh thoảng một tiếng nấc. Rồi nàng dỡ biếm tóc ra bằng cách tháo ra những cái trâm bằng vàng giữa mái tóc trải cách cầu kỳ của nàng, và cũng đặt những trâm này trên các chiếc nhẫn và chiếc trâm lớn cài von. Mái tóc vàng ống ả xả ra trên vai. Nàng lấy tay vơ nó về phía trước ngực và để nó trên đôi chân ướt của Giêsu. Nàng lao cho đến khi nó khô. Rồi nàng thọc ngón tay vào cái bình nhỏ và lấy ra một thứ phô mát hơi vàng và rất thơm. Một mùi thơm như hoa huệ và hoa dạ hương tỏa ra khắp phòng. Nàng môi ra dồi dào thứ dầu này. Nàng chét, nàng thoa, rồi nàng vuốt ve và hôn lên trên người. Thỉnh thoảng Giêsu nhìn nàng với tình cảm thương xót. Gioan rất ngạc nhiên khi nghe tiếng nấc, rồi không thể rời mắt khỏi Giêsu và người phụ nữ nữa. Ông nhìn lần lượt hết người nọ tới người kia. Khuôn mặt ông Pha-ri-siêu càng lúc càng cao có. Tôi nghe thấy những lời đã quen biết trong sách Tin Mừng, nhưng tôi được nghe với cung giọng và kèm theo cái nhìn, làm cho cái đầu ông Pha-ri-siêu già ghen ghét phải cúi xuống. Tôi nghe thấy những lời tha thứ được nói với người đàn bà. Rồi nàng ra đi, để lại các nữ trang ở chân Giêsu. Nàng cuốn chiếc bon quanh đầu và thắt chặt như nàng có thể để giữ mái tóc rối của nàng. Trong khi Giêsu nói với nàng, hãy đi bình an. Người đặt nhẹ tay trên cái đầu đang cúi của nàng với vẻ cực kỳ dịu dàng.
Chương 98 Kẻ yêu nhiều thì được tha thứ nhiều. Bây giờ Chúa Giê-xu nói với tôi. Điều làm cho đầu của ông Pha-ri-sêu và của các bạn ông phải cúi xuống, điều mà sách Tin Mừng không thuật lại, đó là những lời mà thần trí của cha, bằng cái nhìn của cha, đã lao và cắm sâu trong tâm hồn khô cằn và tham lam này. Cha đã trả lời với nhiều sức mạnh hơn là nếu cha nói bằng lời, vì tư tưởng của con người không có gì che giấu được cha. Và ông ta đã hiểu cha trong cái ngôn ngữ câm này. Nó còn là sự trách móc nặng hơn là các lời cha. Cha đã nói với ông ta, không, đừng nói những lời ám chỉ ác ý để tự biện minh trước con mắt riêng của ông. Ta không có những tham vọng xấu của ông. Người đàn bà này đến với ta không phải vì bị thúc đẩy bởi tình dục. Ta đâu có như ông và các người giống như ông. Nàng đến với ta bởi vì cái nhìn của ta và các lời ta nghe được hoàn toàn do tình cờ đã soi sáng cho tâm hồn nàng mà sự dâm ô đã tạo ra những tối tăm. Nàng đến vì nàng muốn thắng tình dục. Nàng, một tạo vật khốn nạn, đã hiểu rằng một mình nàng không bao giờ nàng có được sự thắng thế đó. Chính thần trí là cái nàng yêu nơi ta. Chỉ có thần trí là cái nàng cảm thấy tốt một cách siêu nhiên. Sau biết bao nhiêu điều xấu mà nàng đã nhận được ở tất cả các ông, những kẻ đã khai thác sự yếu đuối của nàng cho các thói xấu của các ông, rồi trả cho nàng bằng những roi đòn của khinh bỉ. Nàng đến với ta vì nàng cảm thấy nàng tìm được lòng tốt, niềm vui, sự bằng an mà nàng đã tìm một cách vô ích giữa những lộng lẫy của loài người. Hãy chữa cho mình khỏi cái bệnh cùi này của tâm hồn, hỡi Pha-ri-sêu giả hình. Hãy biết nhìn mọi sự cho ngay chính. Hãy từ bỏ sự kiêu căng của tâm hồn và sự dâm ô của thân xác. Đó là những bệnh cùi hôi thối hơn bệnh cùi của cơ thể. Với bệnh cùi thân xác, ta có thể chạm vào để chữa các ông vì các ông xin ta chữa. Nhưng bệnh cùi của thần trí thì không, bởi vì cái cùi này các ông không muốn khỏi, bởi vì các ông thích nó. Còn nàng muốn khỏi, nên đó ta thanh tẩy cho nàng, ta giải phóng cho nàng khỏi những xích xiềng nô lệ. Con người tội lỗi đã chết, nàng ở đây trong những đồ trang điểm mà nàng đã xấu hổ để dâng cho ta, để ta thánh hóa nó, dùng nó cho các nhu cầu của ta, cho các môn đệ ta và của các người nghèo mà ta trợ giúp bằng của dư thừa của những người khác. Vì ta là chủ vũ trụ, bây giờ ta là vị cứu tinh của loài người và ta không chiếm hữu của gì cả. Nàng ở đây với những thuốc thơm sức trên chân ta, tự hạ cũng như bộ tóc của nàng trên phần cơ thể mà ông đã chảnh mảng rửa bằng nước giếng của ông sau bao đường dài mà ta đã đi để mang ánh sáng cho ông, cho cả ông nữa. Người phụ nữ tội lỗi đã chết và Maria trở về sự sống, lại trở nên đẹp như cô gái nhỏ trong trắng bởi sự đau đớn dữ dằn của nàng, bởi sự chân thành trong tình yêu của nàng. Nàng đã tắm trong nước mắt nàng. Thật vậy, ôi hỡi Pha-ri-sêu, ta nói với ông, giữa kẻ yêu ta từ trong tuổi trẻ trong sạch và người đàn bà này, yêu ta trong sự ân hận chân thành của một con tim sống lại trong ân sủng, ta không thấy có sự gì khác nhau. Với kẻ trong sạch và với kẻ sám hối, ta cho hiểu tư tưởng của ta hơn ai hết, và nàng là kẻ cho thân xác ta những vinh dự sau cùng và lời chào đầu tiên. Cha không kể lời chào đặc biệt của mẹ cha khi ta sống lại. Đó là những điều cha muốn nói với người Pha-ri-sêu qua cái nhìn của cha. Nhưng với con, cha cho chú thích một điều khác cho niềm vui của con và của một số đông những người khác. Ở Bethania cũng vậy, Maria nhắc lại cử chỉ nàng đã làm lúc rạng đông của ơn cứu chuộc của nàng. Có những cử chỉ cá nhân được lặp đi lặp lại để diễn tả một người như cái phong cách của họ. Những cử chỉ cá thể, nhưng nó rất chính đáng. Tại Bethania, hành vi ít tự hạ hơn, nhưng nhiều tin cậy hơn trong sự trọng kính và thờ phượng của nàng.
Maria đã bước rất nhiều kể từ lúc bình minh của ơn cứu độ của nàng. Rất nhiều. Tình yêu đã kéo nàng đi như gió, rất nhanh lên cao và về phía trước. Tình yêu đã thiêu đốt nàng như một giàn hỏa thiêu, phá hủy trong nàng cái xác thịt không trong sạch, và làm cho tâm hồn được thanh tẩy của nàng thành vị thầy tối thượng. Maria rất khác trước trong phẩm giá đã tìm lại được của người phụ nữ, cũng như khác trước về y phục. Bây giờ thì đơn giản, y như y phục của mẹ cha, cũng như trong kiểu đầu tóc, trong cái nhìn, trong cử chỉ, trong lời nói. Tất cả đều mới, những cách mới để tôn vinh thầy bởi cùng một hành động. Nàng đã lấy bình thuốc thơm sau cùng của nàng, thứ dành riêng cho cha, để đổ trên chân cha và cả trên đầu cha. Không khóc nữa, với cái nhìn làm cho tình yêu sung sướng và sự chắc chắn được tha thứ và được cứu rỗi. Nàng đã rất có thể làm cho cha lần sức thuốc thơm này, và bây giờ đang đụng vào cha trên đầu. Maria kẻ sám hối mà tình yêu đã thanh tẩy bằng lửa của Seraphim, và nàng là một Seraphim. Hãy nói điều đó với chính con, ôi Maria, tiếng nói nhỏ của cha. Hãy nói điều đó với các linh hồn. Hãy đi, hãy nói với các linh hồn không dám lại với cha, bởi vì nó cảm thấy nó có tội. Sẽ được tha thứ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cho kẻ yêu nhiều, cho kẻ yêu cha nhiều. Hỡi các linh hồn khốn khổ, các con chẳng biết rằng đấng cứu tinh yêu các con chừng nào. Đừng sợ cha gì hết, hãy đến với lòng tin cẩn, với sự can đảm. Cha mở trái tim và cánh tay cha ra cho các con. Các con hãy luôn luôn nhớ điều này, cha không thấy gì khác nhau giữa kẻ yêu cha với một tình yêu nguyên vẹn và kẻ yêu cha với sự thống hối chân thành của một con tim được tái sinh trong ân sủng. Cha là vị cứu tinh, các con hãy luôn luôn nhớ như vậy. Hãy đi bình an, cha chúc lành cho con. Con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình ai, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hót, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu con
lúc sầu heo hoi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Dâng đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời con đáp xưng tình yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa, con còn vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xưng tình yêu. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hoi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hoi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo chương 99 cứu xét về việc hoán cải của Maria Magdalena. Hôm nay con không ngừng suy nghĩ về bài chính tà của Chúa Giêsu ngày hôm qua và về những điều con thấy và hiểu, dù người không nói. Nhưng, một cách tình cờ, con nói với cha về những đàm thoại của các thực khách. Những điều mà con hiểu, tức là những đàm thoại hướng trực tiếp về Giêsu, xoay quanh các biến cố hiện tại, các người Roma, sự chống đối của họ đối với lề luật, rồi sứ mạng của Giêsu với tư cách là thầy của một ngôi trường mới. Nhưng, dù dưới vẻ bề ngoài tử tế, người ta cũng hiểu được rằng, đó là những câu hỏi xảo quyệt và bịp bợm, được đặt ra để đẩy người vào chỗ lúng túng bối rối. Điều đó chả phải là dễ, vì Giêsu đối chiếu bằng rất ít lời đối với mọi nhận xét, chỉ bằng một câu trả lời chính xác và quả quyết. Ví dụ, khi người ta hỏi người đã học ở trường nào hay giáo phái nào để trở nên ông thầy mới, người chỉ trả lời đơn giản: trường của Thiên Chúa, chính người là đấng mà tôi theo,
trong lệ luật thánh của Người. Và chính vì Người mà tôi lo lắng làm thế nào để đối với những kẻ bé mọn này. Và Người nhìn Gioan cách yêu thương, và trong Gioan, Người nhìn tất cả những ai có tâm hồn ngay thẳng. Luật đó phải được mới lại hoàn toàn từ trong căn bản của nó, đúng như khi nó được Chúa công bố trên núi Sinai. Tôi vẫn đưa các linh hồn về với ánh sáng của Thiên Chúa. Một câu hỏi khác về việc Người nghĩ gì đối với sự lạm dụng của Caesar, trong việc ông ta tự coi mình như chủ nhân tối thượng của Palestine. Người đã trả lời: Caesar như ông là, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Các ông hãy nhớ lại tiên tri Isaiah. Ông ta, bởi sự linh ứng của Thiên Chúa, đã chẳng gọi Assur là cây gậy của cơn thịnh nộ của Người sao? Cái roi để phạt dân Thiên Chúa vì đã quá xa lìa Thiên Chúa, và lấy sự lừa đảo làm y phục và lý lẽ. Và tiên tri đã chẳng nói rằng, sau khi đã dùng ông ta làm roi để phạt, Người sẽ đập nát ông ta, vì ông ta đã lạm dụng chức quyền và trở nên kiêu căng, độc ác. Đó là hai câu trả lời làm con cảm động nhất. Rồi chiều nay, Giê-xu của con lại mỉm cười nói với con: Cha phải gọi con giống như với Daniel. Con là người ước ao cha và thân yêu đối với cha, vì con ước ao Thiên Chúa của con chừng nào. Cha có thể tiếp tục nói với con điều đã được nói cho Daniel bởi thiên thần của cha. Đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên mà ngươi ứng dụng con tim của ngươi để hiểu và đau đớn trước sự hiện diện của Thiên Chúa, thì các lời cầu nguyện của ngươi đã được chấp nhận, và ta đến vì lý do đó. Nhưng ở đây không phải thiên thần nói với con, nhưng là cha, Giê-xu nói với con. Ôi Maria, cha luôn luôn đến với những kẻ ứng dụng con tim để hiểu. Cha không phải là một Thiên Chúa cứng cỏi và nghiêm khắc. Cha là sự thương xót sống động. Và cha đến với kẻ nào quay về với cha còn nhanh hơn tư tưởng. Ngay cả với Maria Magdalena tội nghiệp, kẻ đã quá chìm sâu trong tội, cha cũng đến rất mau lẹ bằng thần trí của cha, ngay khi cha cảm thấy trong nàng nổi lên sự ước ao hiểu biết, hiểu ánh sáng của Thiên Chúa và tình trạng tối tăm của mình. Và cha đã là ánh sáng cho nàng. Bữa đó, cha đã nói với rất nhiều người, nhưng sự thật thì cha đã nói cho mình nàng. Cha chỉ thấy có nàng đang lại gần, bị thúc đẩy bởi sự hăng hái của một linh hồn đang đứng lên để chống lại xác thịt đã bắt nó làm nô lệ. Cha chỉ nhìn thấy nàng với khuôn mặt tội nghiệp trong nguy nan, với cái mỉm cười gượng gạo, che giấu dưới vẻ bề ngoài an toàn và vui vẻ giả tạo, là sự thách đố với thế giới và với chính mình, nỗi đau lớn lao trong nội tâm nàng. Cha chỉ nhìn thấy mình nàng bị bao vây bởi các cô gái hơn là con chiên lạc trong dụ ngôn. Nàng là kẻ bị chìm trong những ghê tởm của đời sống, đang cố trồi lên mặt nước, giống như các dòng nước dưới đáy lôi theo với nó các làn nước ở dưới sâu. Cha không nói các dụ ngôn dài, cũng không đề cập tới một đề tài được chỉ định cho nàng, một phụ nữ tội lỗi nổi tiếng, để không làm nhục nàng, làm nàng phải bó buộc trốn đi, hoặc làm nàng xấu hổ với chính mình hay xấu hổ để đến nghe. Cha để nàng an tịnh, cha để cái nhìn của cha và lời cha đi vào trong nàng và dậy men ở đó, để từ sự thúc đẩy lúc này làm thành sự vinh quang tương lai về sự thánh thiện của nàng. Cha đã nói bằng một trong những dụ ngôn êm đềm nhất của cha. Một tia của ánh sáng và của lòng nhân từ trải ra cho chính nàng. Và buổi chiều hôm đó, khi cha đặt chân vào căn nhà của kẻ giàu có kiêu căng, nơi mà lời của cha không thể dậy men cho vinh quang tương lai, vì nó bị giết bởi sự kiêu căng Pharisêu, cha đã biết rằng nàng sẽ đến. Sau khi đã khóc biết bao trong căn phòng mà nàng đã phạm tội, và dưới ánh sáng của nước mắt nàng, tương lai của nàng đã được quyết định.
Các người đàn ông bị thiêu đốt bởi dâm dục khi thấy nàng vào đã rộn rã trong xác thịt của họ và đã ức đoán trong ý nghĩ của họ. Tất cả đều ước ao nàng, trừ hai kẻ trong sạch của bữa tiệc, Gioan và cha. Tất cả đều tin rằng nàng đến vì bị thúc đẩy bởi một trong các cơn thất thường, một sự xâm nhập thực sự của ma quỷ đã quăng nàng vào cuộc phiêu lưu bất ngờ. Nhưng từ nay, Satan đã bại trận. Và tất cả đã suy nghĩ, thèm muốn, ghen tị lúc thấy nàng không đến với họ và thấy nàng đến vì cha. Con người luôn luôn làm dơ bẩn cả những thứ trong sạch nhất khi họ chỉ là con người của huyết nhục. Chỉ có những kẻ trong sạch mới nhìn thấy đúng, vì trong họ không có tội lỗi khuấy động tư tưởng của họ. Nhưng Maria ơi, dù con người không hiểu, điều đó cũng không phải sợ. Thiên Chúa hiểu, điều đó đủ cho nước trời rồi. Sự vinh quang đến từ loài người không gia tăng thêm một ly nào cho sự vinh quang của những kẻ được chọn trên thiên đàng. Con hãy luôn nhớ điều đó. Maria Magdala tội nghiệp đã luôn luôn bị xét đoán xấu trong các hành động tốt của nàng. Nàng đã không bị vậy trong các hành động xấu của nàng, vì đó là những miếng dâm ô tặng cho các kẻ dâm ô. Bị chỉ trích và xét đoán xấu tại Na-im, trong nhà người Pha-ri-sêu, bị chỉ trích và khiển trách nặng lời tại Bê-ta-ni-a, trong nhà nàng. Nhưng Gioan đã nói một lời vĩ đại là chìa khóa cho sự chỉ trích sau cùng này. Giu-đa, bởi vì hắn là tên ăn cắp. Còn cha nói, người Pha-ri-sêu và các bạn ông bởi vì họ dâm ô. Đó, con thấy không? Sự thèm khát tình dục, sự thèm khát tiền bạc đã cao giọng chỉ trích một hành động tốt. Nhưng những người tốt thì không chỉ trích, không bao giờ. Họ hiểu. Nhưng cha nhắc lại, sự chỉ trích của thế gian không quan trọng gì. Điều quan trọng là sự xét đoán của Thiên Chúa. Và cha sửa soạn cho con những giáo huấn của ngày mai. Hãy ghi chú chương 12 sách Daniel với những lời thiên thần sáng láng đã nói với ông. Đừng sợ, bình an cho ngươi, hãy can đảm và mạnh mẽ. Và con, hãy luôn luôn biết trả lời, lạy Chúa con, xin hãy nói, vì Chúa đã làm cho con nên mạnh mẽ. Rồi Chúa Giê-xu lại nói với con. Khi cha thấy con chú ý vào giáo huấn của cha như vậy, cha thấy con như đứa nữ sinh chu đáo và thương yêu đối với ông thầy của nó. Ông là tất cả sự hiểu biết cho nó. Đằng khác, khi con tự mình khám phá ra những chi tiết mới, con làm được những nhận xét, và điều đó ở trong thị kiến, con làm cho cha nghĩ tới đứa trẻ tốt, mà cha nó cầm bàn tay nhỏ của nó, và dắt nó tới trước những thứ mà ông muốn cho con nhỏ của ông thấy để trở nên thông minh hơn. Nhưng đồng thời ông không can thiệp để cho con ông cái vui khám phá ra được điều gì mới và tự cảm thấy lớn lên trong tư tưởng. Để làm điều đó, con phải được thoát mọi lo âu nhân loại, luôn luôn tự do hơn. Con phải luôn luôn có sự bảo đảm hơn để bước cách thoải mái trong con đường chiêm ngắm. Và luôn luôn an tĩnh hơn, tín cẩn hơn ở cha là kẻ dắt tay con. Một người cha không để cho thấy, nhưng bởi hàng ngàn khúc quanh mà tình yêu thúc đẩy ông làm sao cho con ông thấy những điều ông muốn cho nó thấy. Ôi, cha là kẻ yêu thương nhất trong các người cha và là kẻ kiên nhẫn nhất trong các ông thầy đối với các con nhỏ của cha. Khi cha có thể cầm tay dắt ai, khi nó ngoan ngoãn và chú tâm, cha rất sung sướng được làm thầy và làm cha. Thật khó mà các tạo vật của cha tin tưởng đặt tay nó trong tay cha để được hướng dẫn, được dạy dỗ bởi cha, và để nói với cha, con yêu cha hơn tất cả mọi sự với toàn thể con người của con. Rất ít những kẻ như vậy, là tất cả của cha không chừa lại gì. Với những kẻ đó, cha mở những kho tàng mặc khải và chiêm ngắm cho, và cha ban mình không giới hạn. Vì thế Maria ơi, vì cha đã chọn các con để làm cho người ta biết thiên tính của cha trong những biểu lộ khác nhau của nó, cho những kẻ đã cần được đánh thức để thoáng thấy Thiên Chúa, con hãy nhớ phải hoàn toàn chu đáo tỉ mỉ để nhắc lại những điều con thấy. Ngay cả một chuyện tầm phào cũng có một giá trị,
và nó không phải là của con mà là của cha. Vậy con không được phép làm cho nó mất đi. Điều đó sẽ là thiếu thật thà và ích kỷ. Hãy nhớ, con là cái thùng nước của Thiên Chúa, và nước phải chảy ra để mọi người lấy được. Với những bài chính tả, thì con đã tới mức trung thành nhất. Trong những chiêm ngắm, thì con đã quan sát với rất nhiều chú ý. Nhưng trong việc vội vã để viết, vì tình trạng sức khỏe đặc biệt của con, và vì hoàn cảnh chung quanh của con đã bỏ sót vài chi tiết. Phải tránh điều đó. Hãy viết nó vào ở cuối trang, nhưng hãy chỉ rõ tất cả. Đó không phải là sự của trách, nhưng là lời khuyên êm dịu của thầy con. Mấy ngày trước đây con đã nói với cha, chớ gì người ta yêu cha hơn một tí nhờ sự trung gian của con. Điều đó đền bù cho tất cả những mệt mỏi của con và tất cả đời con đã được thưởng công lớn vì vậy. Dù chỉ là một người duy nhất trở lại với cha nhờ sự trung gian của bông hoa nhỏ tím kín ẩn, nó cũng sẽ sung sướng. Con càng cẩn thận và chính xác, số người trở về với cha càng nhiều, sự toàn phúc siêu nhiên hiện tại của con cũng như sự toàn phúc đời đời của con càng lớn. Hãy đi bình an, Chúa con ở với con. Chương 100. Đáng chịu mất một tình bạn để chinh phục một linh hồn. Giê-xu đang ở trên đường dẫn từ hồ Mê-rôn về hồ Ga-li-lê, ở với người có Di-lốt và Ba-tô-lê-mê-ô, và hình như các ngài đang chờ ở gần thác nước. Lúc này chỉ còn là một tia nước, nhưng cũng nuôi được những nhóm cây rậm rạp. Những người khác đang đi tới từ hai ngã khác nhau. Một ngày nồng nực, nhưng vẫn nhiều người đi theo ba nhóm, đã giảng dài qua các miền quê, dẫn các bệnh nhân về cho nhóm của Giê-xu và nói về người cho các người khỏe mạnh. Một số rất đông các người được hưởng phép lạ, hợp thành một nhóm sung sướng ngồi giữa các cây. Niềm vui trong họ lớn tới nỗi họ không cảm thấy sự phiền phức của sức nóng, của bụi đất, của ánh sáng lóa mắt. Tất cả những thứ này cũng chỉ hơi làm phiền những người khác. Nhóm được hướng dẫn bởi Giuđa Thađê về với Giê-xu đầu tiên. Rõ ràng họ có vẻ mệt mỏi, những người trong nhóm cũng như những người đi theo họ. Nhóm điều hành bởi Phê-rô về sau cùng. Trong đó có nhiều người ở Corozen và Bethsaida. Thưa Thầy, chúng con đã làm việc, nhưng phải có nhiều nhóm. Thầy thấy đi xa thì không thể được vì nóng quá. Vậy phải làm sao? Người ta nói thế giới đã lớn lên theo đà làm việc nhiều hơn của chúng ta, trong khi tản mát vào trong xứ và kéo dài các khoảng cách. Con chưa bao giờ nghĩ là Galilee lớn đến thế. Chúng ta chỉ mới làm việc có một góc, đúng là chỉ có một góc, và chúng ta cũng chưa rao giảng tin mừng được cho nó. Thật là mênh mông. Số kẻ cần đến Thầy và ước ao Thầy thì đông chừng nào. Phê-rô xích xoa. Simon, không phải thế giới lớn lên, nhưng là do sự lan truyền danh tiếng của Thầy chúng ta. Thađê trả lời. Phải, đúng vậy. Coi kìa, biết bao là người. Một số đã theo chúng ta từ buổi sáng. Vào những giờ nóng nhất, chúng tôi trú trong rừng. Bây giờ, buổi chiều đã gần, và bước đi đã mỏi. Mà những người này ở rất xa nhà họ, hơn chúng ta. Nếu công việc cứ tiếp tục tăng lên như vậy, tôi không biết phải làm thế nào. Giacobbe Zebede nói. Vào tháng 10, các mục đồng sẽ đến với chúng ta. Angie nói để khích lệ họ. Ha, đúng, các mục đồng, các môn đệ tốt. Nhưng họ chỉ được dùng để nói,
Giê-xu là vị cứu tinh, người ở đây không có gì hơn. Phê-rô trả lời: nhưng ít nhất họ biết người ở đâu. Trái lại, bây giờ chúng ta đến đây thì họ đến đây, trong khi có những người đang đến đây thì chúng ta lại đi nơi khác, và họ phải chạy theo sau chúng ta. Và đối với trẻ em và các bệnh nhân thì không thực tiễn tí nào. Giê-xu nói: Simon Phê-rô, còn có lý. Thầy cũng thương các linh hồn này và các đám đông này. Đối với nhiều người, không tìm thấy thầy vào những lúc được chỉ bảo có thể là một bất hạnh không sửa lại được. Các con hãy nhìn những người chưa có một sự xác thực về chân lý. Họ chán nản và băn khoăn chừng nào. Và những kẻ đã thưởng thức lời thầy thì họ đói khát chừng nào. Không thể nhìn nó nữa, và không có những lời nào khác có thể làm cho họ thỏa lòng. Họ giống như những con chim không người chăn, đi lang thang đây đó mà không tìm được người nào dẫn dắt và nuôi chúng. Thầy sẽ cung cấp cho chúng, nhưng các con phải giúp thầy bằng tất cả sức lực siêu nhiên, tinh thần và thể xác của các con. Không thể đi từng nhóm đông nữa, các con phải biết đi từng nhóm hai người một, và thầy cũng sẽ sai đi từng hai người một trong số các môn đệ tốt nhất. Mùa gặt thật là bao la. Ôi, mùa hè này thầy sẽ chuẩn bị cho các con vào sứ mệnh cao cả này. Tại Tamu, chúng ta sẽ họp đoàn với Isaac và các môn đệ tốt nhất, và thầy sẽ chuẩn bị cho các con. Các con chưa đủ số cho công việc, vì vụ gặt quả là rất lớn, mà các thợ gặt thì quá ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng để người sai nhiều thợ gặt đến cho vụ gặt hái của người. Vâng, lạy Chúa. Nhưng điều đó không thay đổi bao nhiêu tình trạng của những kẻ tìm thầy. Giacobbe Anfe nói: tại sao anh? Vì không phải họ chỉ tìm giáo lý và các lời của sự sống, mà còn tìm sự chữa lành các bệnh hoạn của họ, các mệt mỏi của họ, của tất cả mọi thứ tật nguyền mà đời sống hay Satan đã mang tới cho phần hạ hay phần thượng của tất cả con người họ. Và điều đó chỉ có thầy có thể làm, vì thầy có sức mạnh. Những kẻ kết hợp làm một với thầy thì có thể làm tất cả những gì thầy làm, và những kẻ đau khổ sẽ được cứu trợ trong tất cả mọi thứ khốn nạn của họ. Nhưng các con chưa có trong các con những sự phải có để làm. Hãy cố gắng vượt qua bản thân của các con để dày đạp những khuynh hướng về loài người, để cho thần trí được toàn thắng. Hãy lãnh hội không phải chỉ các lời thầy, mà cả tinh thần các lời ấy. Tức là hãy thánh hóa các con bằng những lời ấy. Rồi sau đó các con sẽ có thể tất cả. Bây giờ chúng ta hãy đi nói cho họ các lời thầy, vì họ không muốn ra đi nếu thầy không cho họ lời của Thiên Chúa. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở về Capernaum. Ở đó cũng có nhiều người đang chờ. Chúa ơi, có đúng Maria của thành Magdala đã xin thầy tha thứ trong nhà người Pharisêu không? Đúng đó, Thomas. Và thầy đã tha cho cô ta? Philip hỏi. Và thầy đã tha cho nó. Nhưng thầy đã làm sai rồi. Bartolomeo kêu lên. Tại sao? Nàng đã thành tâm thống hối và đáng được tha thứ. Nhưng thầy không nên cho cô ta ơn tha thứ trong căn nhà này một cách công khai. Iscariot chắc mời. Nhưng thầy không thấy thầy đã lầm lẫn trong điều gì? Trong điều này, thầy biết các Pharisêu là người thế nào, biết bao lý sự cuồng họ có trong đầu óc họ. Họ cán chừng thầy, họ vu cáo thầy, họ ghét thầy chừng nào. Ở Capernaum chỉ có một người trong bọn họ là bạn, tức là Simon, và thầy đã gọi vào nhà ông ta một cô gái điếm để phàm tục hóa nhà của ông ta và làm phẫn nộ trong bạn Simon. Thầy không gọi cô ta, cô ta tự ý đến đó. Đó không phải là một gái điếm,
nhưng là kẻ sám hối. Điều đó khác nhau rất nhiều. Nếu trước đó người ta đã không ghê tởm lại gần nàng và vẫn luôn luôn thèm muốn nàng, dù trước mặt thầy, thì lúc này nàng không còn là một xác thịt nữa, mà là một linh hồn, thì người ta không được ghê tởm thấy nàng tới quỳ gối dưới chân thầy và khóc, tự trách mình, tự hạ trong sự xưng thú khiêm tốn và công khai, gói ghém trong những giọt nước mắt của nàng. Căn nhà của Pharisee Simon đã được thánh hóa bởi một phép lạ cả thể, sự phục sinh của một linh hồn. 5 ngày trước đây, tại công trường của Capernaum, ông ta đã hỏi thầy: Ngài đã chỉ làm một phép lạ thôi ư? Và ông đã tự trả lời: Chắc chắn là không. Ông ta rất ước ao được coi một phép lạ, và thầy đã cho ông ta. Thầy đã chọn ông ta làm chứng nhân, làm người phù rể của cuộc đính hôn giữa linh hồn với ân sủng. Ông ta phải hãnh diện vì vậy. Trái lại, ông ta đã phẫn nộ. Có lẽ thầy đã mất một người bạn. Thầy đã tìm được một linh hồn. Thật đáng chịu mất tình bạn của một người, cái tình bạn tội nghiệp của con người, để trả lại cho một linh hồn tình bạn với Thiên Chúa. Điều đó vô ích. Nơi thầy, người ta không thể có được một lỗi suy nghĩ thuộc về loài người. Thầy ơi, chúng ta đang ở trên mặt đất. Thầy hãy nhớ điều đó. Và những luật, những ý tưởng của trái đất là cái ưu thắng. Thầy hành động theo những phương pháp trên trời. Thầy tàn đời trong bầu trời của thầy, mà thầy có trong tim. Thầy nhìn tất cả qua ánh sáng của bầu trời. Ông thầy tội nghiệp của tôi, thầy bất lực một cách thần linh để sống giữa chúng tôi là những kẻ gian ác. Iscariot ôm người, cảm phục, buồn sâu và nói để chấm dứt. Con khổ vì vậy, bởi vì thầy đã tạo ra biết bao kẻ thù vì quá toàn thiện. Judah, đừng khổ vì vậy. Đã có lời chép là phải như vậy. Nhưng làm sao không biết là Simon bị xúc phạm? Ông ta không nói là ông ta bị xúc phạm, nhưng với con và Thomas, ông đã cho chúng con hiểu rằng đó là việc không nên làm. Thầy không nên mời nàng vào nhà ông, nơi chỉ có những người ngay lành được bước vào. Tốt, sự ngay lành của những người đến nhà Simon chúng ta không nói nữa. Phêrô nói: Và tôi có thể nói rằng mồ hôi của các gái điếm đã nhiều lần chảy trên nền gạch, trên bàn và tại các nơi khác trong nhà Pharisêu Simon. Matthew nói: Nhưng không công khai. Iscariot đối đáp: Không, với một sự giả hình cẩn thận để che đậy. Anh thấy đó, có sự khác nhau. Cũng là sự khác nhau nữa giữa việc một gái điếm vào để nói: Tôi tự buồn tội lỗi nhơ nhớp của tôi, với một gái điếm vào để nói: Tôi đây, tôi thuộc về ông, để chúng ta cùng nhau hoàn thành tội lỗi. Matthew có lý. Mọi người đều nói: Phải, anh ta có lý. Nhưng họ không nghĩ như chúng ta, và phải đi tới một sự điều giải với họ, thích nghi với họ, để có họ làm bạn. Điều đó không bao giờ đâu, Judah. Về phương diện chân lý, sự ngay thẳng, đời sống luân lý, không có sự thích nghi, cũng không có điều giải. Giê-xu nói bằng giọng như sấm, và người kết thúc: Vả lại, thầy biết là thầy hành động đúng và vì sự lành, vậy là đủ. Chúng ta đi giải tán cho những người mệt mỏi này. Và người đi đến với những kẻ đang rải rác dưới các gốc cây và nhìn về phía người, lo lắng để nghe lời người. Bình an cho tất cả các con đã đến trong những thời giờ nóng bức này để nghe tin mừng. Thật vậy, thầy nói với các con rằng các con đã bắt đầu hiểu nước Thiên Chúa là gì, sự chiếm hữu nó là việc cao trọng chừng nào, và được thuộc về nó là hạnh phúc chừng nào. Và đối với các con,
tất cả sự mệt mỏi là không, trong khi nó đáng kể đối với những người khác, bởi vì linh hồn truyền lệnh trong các con và nói với xác thịt: hãy vui mừng vì ta lấn át ngươi, ta đã làm vậy vì hạnh phúc của ngươi. Khi ngươi sẽ được kết hợp với ta sau sự sống lại cuối cùng, ngươi sẽ yêu ta tùy theo mức độ ta dày đạp ngươi, và ngươi sẽ thấy ta như một vị cứu tinh thứ hai của ngươi. Đó là những điều linh hồn các con nói, phải không? Chắc chắn là nó nói vậy. Bây giờ các con biết đặt căn bản cho các hành động của các con theo các giáo huấn của Thầy trong những dụ ngôn từ lâu rồi. Nhưng bây giờ Thầy cho các con một ánh sáng khác để các con luôn luôn say mê hơn cái vương quốc đang chờ đón các con, một vương quốc có giá trị vô song. Hãy nghe đây. Một người kia tình cờ đi vào một thửa ruộng để lấy đất mang về đổ vào vườn của ông. Đây, đang khi ông mệt mỏi để đào đất cứng, ông thấy bên dưới một lớp đất có một cái mạch kim loại quý. Người đó làm gì? Ông lại phủ đất lên cái của mà ông đã khám phá. Ông không ngần ngại làm việc nhiều hơn vì của khám phá đáng công khó nhọc. Rồi ông về nhà gom góp tất cả gia tài bằng tiền, còn các thứ bằng đồ vật thì ông bán hết đi để có thật nhiều tiền. Rồi ông đi tìm người chủ thửa ruộng và nói: tôi thích thửa ruộng của ông muốn bao nhiêu? Người kia nói: nó đâu phải ruộng chờ bán. Nhưng người này đề nghị một giá luôn luôn lớn hơn, rất chênh lệch so với giá trị của thửa ruộng. Và sau cùng, người chủ quyết định. Ông ta nghĩ, ông này điên. Nhưng bởi vì ông ta điên, nên ta lợi dụng, ta lấy món tiền mà ông ta đề nghị. Đây đâu phải là cho vay nặng lãi, bởi vì chính ông ta muốn cho mình. Với món tiền này, ta mua được ít nhất là 3 thửa ruộng khác còn đẹp hơn nữa. Và ông ta bán, chắc ăn là đã làm một cuộc làm ăn tuyệt vời. Nhưng trái lại, chính người kia đã trúng mánh, vì ông ta bỏ đi một số vật mà kẻ trộm có thể lấy đi, hoặc có thể bị mất hay xài đi. Ông ta chiếm được một kho tàng thiên nhiên thực sự và không hư nát. Vậy thật xứng đáng là ông ta hy sinh tất cả những cái ông ta có để tậu ruộng này. Ông ta chỉ còn lại là chủ thừa ruộng, nhưng trong thực tế, ông ta luôn luôn có một kho tàng giấu trong đó. Các con đã hiểu điều đó, và các con làm như người trong dụ ngôn. Hãy từ bỏ tất cả những giàu sang phù du để chiếm lấy nước trời. Các con hãy bán nó cho những kẻ ngu si của thế gian. Hãy nhường cho họ. Hãy chấp nhận cho người ta cười nhạo các con về những điều mà trước mắt thế gian họ coi như đó là hành động ngu xuẩn. Hãy luôn luôn hành động như vậy, và một ngày kia, cha các con ngự trên trời sẽ vui mừng ban cho các con chỗ của các con trong nước người. Hãy trở về nhà trước khi tới giờ ngày Sa-bát, và trong ngày của Chúa hãy nghĩ tới dụ ngôn về kho báu là nước trời. Bình an cho các con. Mọi người tản mát từ từ vào các con đường và các ngõ hẻm ở miền quê, trong khi Giê-xu đi về hướng Capernaum trong buổi chiều đang xuống. Người tới nơi vào lúc đêm. Các ngài đi qua thành phố yên lặng dưới ánh trăng và ngọn đèn duy nhất soi cho các lối đi tối và gập ghềnh. Họ lặng lẽ vào khu vườn nhỏ ở bên cạnh nhà, ngờ rằng mọi người đã lên giường. Nhưng trái lại, một ngọn đèn còn sáng trong nhà bếp và ba bóng người rung rinh bởi ánh lửa đèn in lên bức tường nhỏ trắng của cái lò ở ngay bên cạnh. Thưa Thầy, có những người chờ Thầy, nhưng như vậy không thấy được. Bây giờ con đi nói với họ là Thầy quá mệt rồi. Trong khi chờ, Thầy lên sân thượng đi. Không, Simon, Thầy vào nhà bếp đi. Nếu Thomas đã giữ lại những người này, có nghĩa là có lý do quan trọng. Nhưng trong lúc đó, những người ở trong nhà đã nghe tiếng xì xào, và Thomas, chủ căn nhà, đã đứng ở ngưỡng cửa. Thưa Thầy, có người đàn bà quen mọi khi. Bà ta chờ Thầy từ lúc mặt trời lặn chiều hôm qua. Có một người đầy tớ ở với bà. Rồi ông nói rất nhỏ. Bà rất xao xuyến, bà ta khóc không ngừng. Được, nói với bà ta lên trên lầu.
Bà ta đã ngủ ở đâu? Bà ta không muốn ngủ, nhưng sau cùng bà đã lui vào phòng con trong vài giờ. Vào lúc bình minh, người đệ tớ thì con cho ngủ ở một trong các giường của nhóm thầy. Tốt, ông ta sẽ còn ngủ ở đó đêm nay nữa. Còn ông sẽ ngủ ở trong giường của thầy nhé. Thưa thầy, không, con sẽ lên sân thượng, trên những tấm chiếu con sẽ ngủ dễ dàng. Giêsu đi lên sân thượng, đây Martha cũng đi lên. Bình an cho con Martha. Một tiếng nấc trả lời cho người. Con còn khóc à? Nhưng con không sung sướng sao? Bằng cái lắc đầu, Martha làm hiệu là không. Vậy tại sao? Một quãng im lặng dài, đầy những tiếng nấc. Sau cùng, trong những rên rỉ. Từ mấy buổi tối rồi, Maria không trở lại nữa. Và người ta không tìm thấy nó. Con không tìm thấy người vung nuôi Marcel. Không ai thấy nó cả. Nó gọi xe và đi ra. Nó ăn mặc rất diện. Ôi, nó không muốn mặc lại y phục của con. Nó không ăn mặc nửa hậu. Nó vẫn còn cái thói ấy. Nhưng nó rất khiêu gợi trong cái. Và nó đã mang theo vàng và dầu thơm. Và nó không trở về nữa. Nó đã cho người đầy tớ trở về tại chỗ căn nhà đầu tiên của Capernaum và nói: tôi sẽ trở lại với một người bạn khác. Nhưng nó không trở lại. Nó đã đánh lừa chúng con. Hay nó cảm thấy cô đơn? Có lẽ nó bị cám dỗ. Hay nó đã gặp điều bất hạnh? Nó không trở về nữa. Và Martha quỳ xuống khóc nức nở, gục đầu trên cánh tay mà bà tỳ lên đóng bao rỗng. Giêsu nhìn bà và nói từ từ, cách bảo đảm của kẻ chế ngự. Đừng khóc. Maria đã đến với thầy từ 3 bữa nay. Nó đã xức thuốc thơm chân thầy. Nó đã để tại chân thầy tất cả những nữ trang của nó. Nó đã hy sinh như vậy và vĩnh viễn giữ một chỗ giữa các môn đệ của thầy. Đừng gièm pha nó trong trái tim con. Nó đã vượt qua con rồi. Nhưng ở đâu? Vậy em con ở đâu? Martha kêu khi ngửa khuôn mặt bối rối của bà lên. Tại sao nó không trở lại nhà? Có lẽ nó đã bị tấn công. Có lẽ nó đã lấy một cái thuyền và bị chìm. Có lẽ một người yêu mà nó xua đuổi đã bắt cóc nó. Ôi, Maria, Maria của chị. Chị vừa tìm được em rồi, chị lại mất em ngay. Thật sự, Martha đã lạc hồn. Bà không còn nghĩ gì nữa là những người ở dưới nhà có thể nghe thấy. Bà không còn nghĩ gì nữa là Giêsu có thể nói cho bà rằng em bà đang ở đâu. Bà thất vọng, không còn nghĩ tới gì nữa. Giêsu cầm tay bà và buộc bà bình tĩnh để nghe người. Người trấn áp bà bằng khổ người cao lớn của người và bằng cái nhìn thôi miên của người. Đủ rồi, thầy muốn rằng con tin vào lời thầy. Thầy muốn rằng con quảng đại. Con hiểu chưa? Và người chỉ buông bà khi người thấy bà đã hơi bình tĩnh. Em con đã đi thưởng thức niềm vui của nó, bao bọc mình bằng một sự bình an thánh thiện. Bởi vì nó có trong nó cái tình cảm quá bén lẹn của những kẻ được cứu chuộc. Thầy đã nói trước như vậy với con rồi. Nó không thể chịu đựng được cái nhìn êm dịu, nhìn tra xét của các người thân về cái y phục mới của cô dâu, với ân sủng của nó. Và điều thầy nói với con luôn luôn là sự thật. Con phải tin thầy. Vâng, lạy Chúa. Vâng. Nhưng em Maria của con, nó đã quá ở trong quyền lực của ma quỷ.
Ma quỷ có thể bắt lại nó bằng một phát. Nó... Ma quỷ báo thù trên con vì miếng mồi mà nó bị mất vĩnh viễn. Vậy lẽ nào thầy phải thấy con, một phụ nữ can đảm, trở nên miếng mồi của nó do một sự khiếp sợ điên khùng và vô lý sao? Thầy phải thấy rằng vì lẽ em con, người bây giờ đã tin ở thầy, mà con bị mất đức tin đẹp đẽ, mà thầy vẫn biết ở con sao? Mata, hãy nhìn kỹ thầy đây, hãy nghe thầy, đừng nghe Satan. Con không biết rằng khi nó bị bó buộc buông con mồi vì một chiến thắng của Thiên Chúa trên nó, nó bắt đầu hành động ngay, tin lý hình không biết mệt mỏi của loài người, để nàng cấp không biết mệt mỏi các quyền lợi của Thiên Chúa, để tìm các con mồi khác săn. Con không biết rằng những khổ tâm của một nhân vật thứ ba, kẻ đã chống lại được với các tấn công bởi vì họ tốt và trung thành, sẽ làm cho vững vàng sự chữa lành của một linh hồn sao? Con không biết rằng không có gì là hoàn toàn cách biệt đối với những gì đã có trong việc tạo dựng, nhưng tất cả đều theo một quy luật vĩnh viễn của những sự tùy thuộc và những hậu quả, làm cho một hành động của một người có ảnh hưởng tự nhiên và siêu nhiên rất rộng rãi sao? Con đang khóc ở đây, con là kẻ đã biết cái khổ ghê gớm của sự nghi ngờ, và con vẫn trung thành với Đức Kitô của con ngay trong những giờ tối tăm. Thì ở chỗ kia, trong một nơi lân cận mà con không biết, Maria đang cảm thấy tan biến đi cái nghi ngờ sau cùng về ơn tha thứ vô tận mà nó đã nhận. Các nước mắt của nó đã biến thành nụ cười, và sự tối tăm của nó biến thành ánh sáng. Chính sự băn khoăn lo lắng của con đã dẫn nó tới bình an, nơi mà các linh hồn được hồi sinh nhờ cái động lực không tì vết, ở bên cạnh đấng tràn đầy sự sống mà người đã lãnh được, để ban cho thế giới chính sự sống là Đức Kitô. Em còn đang ở nhà mẹ thầy. Ôi, nó không phải là người đầu tiên đã ghé cánh buồm vào trong hải cảng bình an này, sau những tia sáng êm đềm của ngôi sao sống. Maria đã gọi nó vào lòng của tình yêu, vì tình yêu câm lặng. Nhưng linh hoạt của con mẹ, em con đang ở Nazareth. Nhưng làm sao nó tới đó được? Nó không biết mẹ thầy, nhà thầy, một mình trong đêm khuya như thế, không phương tiện với y phục như vậy, con đường quá dài, làm sao? Làm sao à? Cũng như các chim én trở về nơi tổ ấm lúc sơ sinh, băng qua sông, biển, đồi núi, thắng được bão tố, mây mưa và gió ngược. Cũng như các chim én tới được nơi nghỉ mùa đông của nó, bởi cái bản năng đã hướng dẫn nó, bởi sự ấm áp kêu mời nó, bởi mặt trời tỏa sáng. Em con cũng vậy, nó chạy đến với tia nắng đang gọi nó, đến với người mẹ chung, và chúng ta sẽ thấy nó trở về với bình minh, sung sướng, vĩnh viễn ra khỏi tối tăm, với một người mẹ ở bên cạnh, mẹ của thầy, để không bao giờ bị mồ côi nữa. Còn có thể tin vậy không? Có chứ, lạy Chúa. Mata như bị thôi miên. Quả vậy, Giê-xu rất thống trị, cao lớn, đứng. Nhưng người hơi nghiêng xuống trên Mata đang quỳ gối. Người nói nhẫn nha bằng giọng thấm thía, như để nó xuyên thấu vào người môn đệ đang sao xuyến. Rất ít khi tôi thấy người mạnh mẽ như vậy, để bằng lời nói người chinh phục kẻ nghe người. Nhưng sau cùng, tươi sáng chừng nào, nụ cười rạng rỡ chừng nào trên khuôn mặt người. Mata phản chiếu lại bằng một nụ cười và một ánh sáng yên hàn trên khuôn mặt của bà. Bây giờ,
hãy đi nghỉ bình an. Martha hôn tay người và đi xuống. Tôi tỉnh lại. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp trời, gói sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp trơn, gọi sạch tội đời, tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa nơi nào? Chúa ở bên tôi nếu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa, Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sáng khắp trơn, gọi sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm
đây và mãi tương lai cho biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. Chương 101. Maria Magdalena đi theo Maria trong đám các môn đệ. Thưa thầy, có lẽ bữa nay có bão. Thầy coi các đám mây màu chì đang tới từ sau núi Hermon, và thầy có thấy cái hồ gợn sóng chừng nào không? Thầy có cảm thấy gió bắc thổi luân phiên với các luồng gió nóng miền đông nam không? Những cơn lốc dấu hiệu rõ ràng của bão. Trong bao lâu nữa Simon? Trước khi chấm dứt giờ thứ nhất. Coi kìa, các dân chài đang vội vã trở về. Họ cảm thấy chiếc hồ đe dọa. Còn một lát nữa nó cũng sẽ có màu chì, rồi màu nhựa thông, rồi đến sóng cả. Nhưng nó có vẻ rất bình lặng, Thomas nói không tin. Anh biết vàng, tôi biết nước. Sẽ có như tôi nói cho mà xem. Đó cũng không phải là cơn bão bất chợt, nó sửa soạn bằng những dấu hiệu rõ ràng. Nước chỉ bình lặng ở trên mặt, chỉ hơi gợn sóng như để giỡn chơi. Nhưng nếu anh ở trên thuyền, anh sẽ cảm thấy như hàng ngàn ngàn tới bốn ngón tay đập vào mạn thuyền và lay lắc nó một cách kỳ lạ. Nước đã sôi lên ở dưới. Hãy để trên trời cho dấu hiệu và anh sẽ thấy những điều tiếp theo. Hãy để gió bắc cuộn quanh với gió đông nam. Và rồi, ô này, các bà ơi, hãy đem vào tất cả đồ các bà phơi và dắt các con vật vào nơi trú ẩn, sắp có mưa đá và nước như thác đổ. Quả vậy, bầu trời càng lúc càng có màu lục nhạt, với những vệt màu đá đen, do những dải mây cứ tiếp tục ùn ùn kéo lên, tựa như chúng bị ngọn Hermon mở ra, chúng đẩy bình minh về phía nó tới. Tựa như giờ giấc trở lui về ban đêm, thay vì tiến về chính nó, chỉ có một lóe sáng tiếp tục chạy trốn bằng cách đi xéo vào hàng rào mây, màu nhựa thông và tạo ra những nét vẽ không thực, màu vàng lục trên đỉnh ngọn đồi ở phía tây nam Capernaum. Chiếc hồ đã mất màu xanh dương của nó, để mặc lấy màu chàm và các đám bọt đầu tiên nổi lên ở giữa các đợt sóng nhỏ, bị bè tung, trông như một màu trắng mơ hồ trên nền tối của nước. Trên hồ không còn thuyền bè nữa. Người ta vội vã lôi thuyền vào bãi cạn, thu về các lưới, rổ, rá, cánh buồm, mái chèo. Và nếu là người miền quê thì họ mang về các thứ nhật dụng, bảo đảm các đồ thờ, các dây nhợ, nhốt các con vật vào chuồng. Các phụ nữ vội vã ra phong ten trước khi trời mưa, hoặc tụ họp các trẻ con đã thức giấc theo mặt trời, để dẫn chúng vào trong nhà và đóng cửa lại, lo lắng tự như lũ gà mẹ cảm thấy mưa đá sắp tới. Simon, hãy đi với thầy, gọi người đệ tớ của Marta và gọi cả Jacobe anh thầy nữa. Hãy lấy một tấm vải dày, dày và rộng. Hai người đàn bà đang ở trên đường, phải đi đón họ. Phêrô nhìn người, tò mò, nhưng vâng lời không mất thời giờ. Trong khi chạy trên đường, băng qua xứ về miền Nam, Simon hỏi. Nhưng các bà là ai vậy đó thầy? Mẹ thầy và Maria Magdala. Phêrô ngạc nhiên tới nỗi ông dừng lại một lát, tự như bị chôn chặt xuống đất, và ông nói. Mẹ thầy với Maria của thằng Magdala cùng với nhau.
Rồi ông lại bắt đầu chạy, vì Giê-xu không dừng lại. Gia-cô-bê và người đầy tớ cũng không. Nhưng ông lại nói: Mẹ thầy với Maria của thành Magdala cùng với nhau từ hồi nào vậy? Từ lúc cô ta chỉ còn là Maria của Giê-xu. Đi mau lên Simon, đó, có hạt mưa rồi. Và Simon cố gắng đi lẹ với các bạn ông, những người lớn con hơn và lẹ hơn ông. Bây giờ bụi đất tung lên như mây trên đường cháy nóng, được nâng lên bởi gió càng lúc càng mạnh. Gió thổi trên hồ và nâng nó lên thành những cái màu gà và đã bắt đầu vỡ ra trong những tiếng rắc rắc trên bãi. Khi vị trí có thể nhìn thấy hồ, ta thấy nó đã trở thành một cái vạc khổng lồ mà nước sôi điên cuồng. Các con sóng khoảng 1 mét hay thấp hơn chạy theo mọi hướng, đập vào nhau, trồi lên, hòa lẫn vào nhau, lìa xa nhau để đi về các ngã đối diện, để tìm một con sóng khác để đập vào. Tất cả là trận đấu chí tử của bọt, của ngọn sóng, của các đỉnh lồi có bụng lớn, của các tiếng nổ, tiếng gào, tiếng đập, vươn lên tới tận các căn nhà ở gần bờ hồ, ở các nơi bị các căn nhà che khuất. Cái hồ bộc lộ sự hiện diện của nó bằng những tiếng vỡ mạnh hơn tiếng gió rít, trong khi cuồng phong bẻ gập các cây, giật các cành lá và làm rụng quả. Các cú sét gầm kéo dài, đe dọa, được dẫn đầu bởi các làn chớp, càng lúc càng nhiều và mạnh. Ai biết được các bạn này sợ chừng nào? Phêrô nói thở hổn hển. Mẹ thầy thì không, còn bà kia thì thầy không biết. Nhưng điều chắc chắn là nếu chúng ta không bước lẹ, thì họ sẽ bị ướt. Họ đã ra khỏi Capernaum độ vài trăm mét thì kìa, trong làn mây bụi, giữa những tiếng gầm đầu tiên của cơn mưa rào đổ xuống, và bay xéo rất mạnh, rạch qua bầu khí tối, rồi lập tức trở thành một thác tia nước phun, làm chóa mắt, làm ngộp thở. Họ nhìn thấy hai người đàn bà đang chạy để tìm chú mưa dưới một gốc cây rậm rạp. Ở kia, ta chạy. Mặc dầu tình yêu của ông đối với Maria đã cho ông đôi cánh, nhưng với đôi chân ngắn và không có điểm nào của một tay đua, ông chỉ tới nơi khi Giê-xu và Gia-cô-bê đã che các bà dưới tấm vải cánh buồm nặng. Ta không thể ở lại đây được, phải liều mình bị sét đánh để chạy, và chỉ lát nữa con đường sẽ là thác nước. Ta đi thôi thầy, ít nhất là tới căn nhà đầu tiên. Phêrô nói khi thở dốc. Họ đi, các người đàn bà đi giữa, mảnh vải buồm được giữ căng trên đầu và lưng họ. Lời đầu tiên Giê-xu nói với Maria Magdalena, nàng vẫn còn bộ y phục của bữa tiệc buổi chiều tại nhà Simon. Nhưng khoác ra ngoài chiếc áo khoác của đức trinh nữ là để nói: Còn sợ không Maria? Nàng vẫn cúi đầu dưới bộ tóc như chiếc voan rối vì chạy, liền đỏ mặt, cúi sâu hơn và thì thầm: Lạy Chúa, không ạ. Bà Chúa cũng bị mất châm cài đầu, nên giống như một cô gái nhỏ với những bím tóc rơi trên vai. Nhưng mẹ mỉm cười với con mẹ ở bên cạnh mẹ và nói với người bằng nụ cười: Maria, mẹ bị ướt à? Gia-cô-bê An-phê nói khi rờ vào khăn trùm đầu và áo khoác của bà Chúa. Không sao, bây giờ chúng ta ở trong vải che rồi, phải không Maria? Nó đã che cho chúng ta khỏi mưa. Maria nói cách êm đềm với Maria Magdalena, vì mẹ cảm thấy sự bối rối của nàng. Nàng làm hiệu bằng đầu, cho biết là đúng. Chị con sẽ rất bằng lòng được gặp con. Bà đang ở Capernaum, bà tìm con. Giê-xu nói. Magdalena ngửa mặt lên một lát,
dán đôi mắt đẹp của nàng vào Giê-xu, vì người nói với nàng bằng điệu bộ tự nhiên, như nói với các môn đệ khác. Nhưng nàng không nói gì, nàng bị khớp bởi bao xúc động. Giê-xu nói thêm: Thầy rất bằng lòng vì đã giữ bà lại. Thầy sẽ để cho các con đi sau khi chúc lành cho các con. Lời của người bị mất đi trong một tiếng động của một cú sét ở gần. Maria Magdalena có một cử chỉ sợ sệt. Nàng lấy hai tay bịt mặt, cúi xuống và bật ra tiếng nấc. Đừng sợ, Phêrô nói để bảo đảm cho cô. Tiếng sét đã đi qua, và với Giê-xu thì không có gì phải sợ. Giacôbê cũng vậy. Ông đi bên cạnh Maria Magdalena và nói với nàng: Đừng khóc, nhà đã rất gần đây thôi. Tôi không khóc vì sợ. Tôi khóc vì người nói với tôi là người sẽ chúc lành cho tôi. Tôi... Và nàng không thể nói thêm gì hơn. Đức Trinh Nữ liền can thiệp để nàng yên lòng. Maria, con đã vượt qua cơn giông tố của con. Đừng nghĩ tới nó nữa. Bây giờ tất cả đều trong sáng và bình an, phải không con trai mẹ? Đúng đó mẹ, hoàn toàn đúng. Không bao lâu mặt trời sẽ trở lại, và tất cả sẽ đẹp hơn, trong sạch hơn, tươi mát hơn hôm qua. Điều đó cũng sẽ y hệt cho con, Maria. Bà chúa cầm chặt bàn tay của Maria Magdalena và tiếp: Mẹ sẽ nói với Martha điều con đã nói. Mẹ rất bằng lòng vì có thể gặp bà ta ngay để nói với bà rằng Maria của bà có thiện chí chừng nào. Phêrô lội bì bõm trong bùn và chịu đựng lụt lội cách kiên nhẫn, vì ông rời tấm vải che và đi về một căn nhà để hỏi chỗ trọ. Không, Simon, chúng ta muốn tất cả chúng ta đều trở về nhà chúng ta, phải không? Giê-xu nói. Mọi người đều xác nhận, và Phêrô trở lại về dưới tấm vải. Capernaum là sa mạc, chủ nhân ngự trị ở đó là gió, mưa, sấm, chớp, và bây giờ là mưa đá vang dội trên sân thượng và ở trước thềm. Cái hồ thật dễ sợ vì nó chế ngự. Các ngôi nhà gần đó bị sóng đập. Cái bãi nhỏ không còn thấy nữa. Các chiếc thuyền được lôi lên để ở gần nhà tựa như bị chìm vì nó đầy nước, và mỗi cơn sóng xô vào nó thì lại làm cho nước đang ở đó tràn ra. Họ chạy vào trong vườn, thực sự đã trở nên một cái đầm, các đồ dùng nổi lình bình. Trên làn nước lay động, qua khỏi đó, trong nhà bếp, mọi người đang tụ họp. Martha kêu lên một tiếng đinh tai khi bà nhìn thấy em bà đang được Maria dắt tay. Bà ôm chầm lấy cổ nàng, không cần biết là nàng đang ướt sũng. Bà hôn nàng, bà gọi nàng: Michi, Michi, niềm vui của chị. Có lẽ đó là cái tên tắt mà họ gọi Maria Magdalena. Khi nàng còn nhỏ, Maria khóc, nghiêng xuống, gục đầu trên vai chị nàng. Đầu tóc nàng giống như phủ lên y phục màu tối của Martha. Một tấm von bằng vàng, vật duy nhất lấp lánh trong nhà bếp tối om, chỉ có ngọn lửa duy nhất cháy bằng cành cây nhỏ để xóa đi bóng tối mà một ngọn đèn nhỏ không đủ sức làm được. Các tông đồ đều sửng sốt, ông chủ nhà và vợ ông cũng vậy, vì họ đã chạy tới khi nghe tiếng kêu của Martha. Nhưng sau một lúc tò mò rồi hiểu, họ kín đáo rút lui. Khi cơn điên của các ôm ấp hôn hít đã dịu lại, Martha mới nghĩ đến Giê-xu, đến Maria, đến sự kỳ lạ là họ tới cùng với nhau.
và bà hỏi em bà, hỏi bà Chúa và hỏi Giê-xu. Và tôi không biết bà có ý nhấn mạnh hơn với ai. Nhưng làm sao? Làm sao quý vị lại có thể đến tất cả cùng với nhau? Martha, vì cơn bão sắp tới, nên thầy đi cùng với Simon, Jacobê và người đầy tớ của con để đi đón hai người bộ hành. Martha quá ngạc nhiên tới nỗi bà không suy nghĩ gì tới sự kiện là Giê-xu đã đi ra một cách bạo đàn như vậy để đánh họ, và bà không hỏi. Nhưng sao thầy biết? Chính Tô-ma đã hỏi điều đó với Giê-xu, nhưng ông không được câu trả lời vì Martha nói với em bà. Làm sao em lại có thể đi cùng với Maria? Maria Magdalena cúi đầu, bà Chúa liền cứu vầu bằng cách cầm tay nàng và nói: Nó đã đến nhà mẹ, giống như người lữ hành đi theo những con đường mà người ta có thể chỉ dẫn cho nó để tới đích. Nó tới và nói với mẹ: Xin mẹ dạy cho con biết phải làm thế nào để thuộc về Giê-xu. Ôi, nó đã có một ý chí thực sự và hoàn toàn biết bao. Nó đã hiểu ngay và học được sự khôn ngoan này. Và mẹ, mẹ thấy ngay là nó đã sẵn sàng để mẹ cầm tay nó như mẹ làm đây, để dẫn nó tới cho con trai mẹ, và tới cho con, Martha tốt lành, và cho quý vị, các anh em môn đệ, để nói với quý vị, đây là người môn đệ và người chị em chỉ biết dâng cho Chúa của nó và các anh chị em của nó những niềm vui siêu nhiên. Hãy tin ở mẹ và tất cả hãy yêu nàng như Giê-xu và mẹ đã yêu. Khi đó các tông đồ lại gần để chào người chị em mới, cũng không phải là không có sự tò mò. Nhưng làm sao được? Phải, đây cũng còn là những con người. Chính bởi một ý tốt mà Phê-rô nói: Tất cả đều tiến hành tốt đẹp. Quý vị đã bảo đảm với họ về sự trợ giúp và về tình bạn thánh thiện của quý vị. Nhưng cũng phải nghĩ tới là mẹ và người chị em ước như chuột lột. Nói đúng ra, cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng với các bà thì còn tệ hơn. Tóc tai các bà nhỏ nước như lệ liễu sau cơn mưa bão, quần áo dơ và dính đầy bùn. Chúng ta hãy nhóm lửa, đi hỏi mượn quần áo và sửa soạn các món ăn nóng. Mọi người đều bắt tay vào việc. Martha dẫn hai người bộ hành ướt sũng vào phòng, trong khi người ta khơi lên ngọn lửa và căng ra ở trên đó các áo khoác, khăn von, các y phục ướt. Tôi không biết họ làm việc đó cách nào. Tôi chỉ biết rằng Martha đã tìm được bà chủ nhà tuyệt vời đến. Bà đi tới đi lui một cách vội vã, với những nồi nước nóng, những ly sữa bốc hơi, những quần áo mượt của bà chủ nhà, để trợ cứu hai bà Maria. Chương 102. Dụ ngôn người đánh cá. Tất cả mọi người đều tụ họp trong căn phòng rộng mênh mông ở trên lầu. Cơn bão dữ dội đã trở thành cơn mưa dai dẳng, lúc thì lất phất như muốn chấm dứt, lúc lại tăng gấp lên với sự điên rồ bất ngờ. Cái hồ bữa nay không có màu da trời, nhưng là màu vàng lạc với những dải bọt kéo dài khi có cơn gió, và màu xám chì với những bọt trắng khi gió ngưng bớt. Các ngọn đồi đầy những suối nước với những chòm lá còn nằm rạp dưới sức nặng của hạt mưa, với các cành bị gió bẻ gãy còn đeo lủng lẳng, và biết bao là lá rụng vì mưa đá
làm thành ở khắp nơi những dòng nước vàng vàng, lôi xuống hồ những lá, đá, đất giật được ở sườn đồi. Ánh sáng vẫn còn bị che, le lói xanh xanh. Trong căn phòng, gần cái cửa sổ mở trong lên đồi, có Maria rất thánh ngồi, cùng với Martha và Maria Magdalena, và hai người đàn bà khác mà tôi không biết rõ họ là ai. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ quen biết với Giê-xu và Maria cũng như các tông đồ, vì họ có vẻ thoải mái, chắc chắn là hơn Maria Magdalena. Nàng ngồi bất động, cúi đầu ở giữa Martha và Maria. Các bà đã mặc lại quần áo đã giặt sạch bùn và đã sấy trên ngọn lửa. Nhưng tôi cắt nghĩa quá dở. Đức Trinh Nữ đã mặc lại y phục bằng len màu xanh lam của người. Nhưng Maria Magdalena mặc bộ đồ đi mượn, nó ngắn và chật vì nàng cao lớn và nảy nở. Nàng tìm cách che giấu những bất toàn của y phục bằng cách cuộn mình trong áo khoác của chị nàng. Nàng đã tết mái tóc thành hai cái đuôi sam lớn, và nàng thắt đại lại với nhau ở sau gáy, bởi vì để giữ rộng lượng của nó phải có cái gì mạnh hơn là vài cây châm giữ ở chỗ nọ chỗ kia. Quả vậy, ngay từ đầu tôi luôn luôn thấy Maria Magdalena phụ lực cho các cây châm bằng những dải băng gắn những hạt kim cương nhỏ có màu như màu sơn để lẫn lộn với mái tóc bóng vàng. Ở phía bên kia phòng, ngồi trên các ghế đẩu và ở bờ các cửa sổ, có Giê-xu, các tông đồ và ông chủ nhà. Không thấy người đầy tớ của Martha, Phê-rô và các dân trại khác quan sát thời tiết và làm các dự đoán cho ngày mai. Giê-xu nghe và trả lời cho người nọ người kia: nếu tôi biết thì tôi sẽ bảo mẹ tôi tới, bởi vì rất tốt là cho cô này làm quen với các bạn của cô. Giacobbe Zebedee nói trong khi nhìn nhóm phụ nữ: nếu ta biết, nhưng tại sao má không đến với Maria? Thaddei hỏi anh Giacobbe của ông: anh đâu biết, anh cũng tự hỏi mình vậy. Hay má bệnh? Maria sẽ nói điều đó. Em đi lại hỏi mẹ. Và Thaddei tiến lại bên nhóm phụ nữ. Người ta nghe giọng nói trong trẻo của Maria trả lời: bà rất khỏe mạnh, chính mẹ đã tránh cho bà cái mệt mỏi ghê gớm bởi sức nóng này. Chúng ta cũng đã chuồn đi như hai cô gái nhỏ, phải không Maria? Maria tới đó vào buổi tối và chúng ta ra đi lúc rạng đông. Mẹ chỉ có nói với anh Phê Sara: chìa khóa đây, tôi sẽ trở về sớm. Hãy nói vậy với Maria. Và mẹ đi. Mẹ ơi, chúng ta sẽ về cùng với nhau ngay khi trời đẹp trở lại và Maria có quần áo. Tất cả chúng ta sẽ đi với nhau băng qua Galilee, trong khi hộ tống các chị em tới con đường an toàn nhất. Như vậy các bà cũng sẽ được biết bởi Porphyre, Suzanne và bởi các bà vợ và các con gái của các con, Philip và Bartholomew. Thật là dễ thương với câu các bà cũng sẽ được biết, thay vì Maria được biết. Nó mạnh và nó lật đổ những thành kiến và những đầu óc hẹp hòi của các tông đồ đối với kẻ được cứu chuộc. Người áp chế sự ngượng ngập mà nàng cảm thấy bằng cách thắng sự chống đối của họ. Martha rạng rỡ, Maria Magdalena đỏ mặt. Nàng có cái nhìn năn nỉ, biết ơn, băn khoăn. Tôi biết gì nữa? Đức Trinh Nữ có nụ cười êm dịu. Thưa Thầy, chúng ta sẽ bắt đầu đi đâu? Đi Bethsaida, rồi Magdala, Tiberia, Cana, Nazareth, rồi từ đó qua Zaphia và Semeron. Chúng ta sẽ đi Bethlehem
thuộc Galilee, rồi đi Sycaminon và Caesarea. Giê-xu gián đoạn bởi một tiếng đất của Maria Magdalena. Người ngửa mặt nhìn nàng, rồi tiếp tục như không có chuyện gì. Tại Caesarea, các con sẽ có xe. Thầy đã ra lệnh cho các đệ tớ, và các con sẽ đi Bethany. Chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp lễ lều. Maria Magdalena bình tĩnh lại ngay. Nàng không trả lời với các câu hỏi của chị nàng, nhưng nàng đi ra, có lẽ rút lui vào nhà bếp một lúc. Giê-xu, Maria, khổ khi nghe nói, nó phải đi vào một thành phố nào đó, phải hiểu cho nó. Thưa Thầy, con nói điều đó với các môn đệ nhiều hơn là với Thầy. Martha nói, khiêm như và lo lắng. Đúng vậy, Martha. Nhưng cần phải như vậy. Nếu nàng không đương đầu ngay với thế giới và không đập nát tên bạo chúa ghê gớm là sự kính nể của nhân loại, thì sự trở lại anh hùng của nàng sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Và với chúng ta, với chúng ta chẳng ai nói gì đâu, Martha. Tôi bảo đảm với bà, và cũng nói nhân danh các bạn tôi. Phê-rô hứa. Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ bao bọc nàng như người chị em. Sẽ như vậy đó, đúng như mẹ thầy đã nói. Bà cô ấy sẽ như vậy đối với chúng ta. Thaddei xác nhận. Và rồi, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và thế gian cũng đâu có chừa chúng ta ra. Chúng ta cũng hiểu các chiến đấu của nàng lắm chứ. Zelov nói, tôi hiểu nàng hơn ai hết. Thật đáng thường khi sống ở giữa những nơi mà chúng ta đã phạm tội. Người ta biết chúng ta là ai. Đó là một khổ hình, nhưng cũng là một sự công bình và một vinh quang khi chịu đựng nó. Chính vì tỏ tường là có sức mạnh của Thiên Chúa ở trong chúng ta sẽ dắt người ta tới hoán cải, dù chúng ta không mở miệng nói. Matthew nói, còn thế không Martha, em con được mọi người thông cảm và yêu mến, và nó sẽ luôn luôn được như vậy hơn. Nó sẽ trở nên một dấu hiệu chỉ điểm cho biết bao tâm hồn có tội và run sợ. Đó cũng là sức mạnh lớn lao cho cả các người lành. Bởi vì khi Maria đã bẻ gãy các xiềng xích sau cùng của các tình cảm nhân loại, nó sẽ là ngọn lửa tình yêu. Nó chỉ cần đổi hướng của các tình cảm sung mãn nơi nó. Nó đã mang lên bình diện siêu nhiên cái sức mạnh của khả năng yêu thương mà nó sẵn có. Và rồi, nó sẽ hoàn thành các kỳ công. Thầy bảo đảm điều đó với con. Bây giờ, nó còn xao xuyến, nhưng ngày qua ngày, các con sẽ thấy nó bình định và tăng lực trong đời sống mới của nó. Trong nhà Simon, thầy đã nói, nàng đã được tha thứ nhiều bởi vì nàng yêu mến nhiều. Bây giờ, thầy nói với các con rằng, trong sự thật, nó sẽ được tha thứ tất cả vì nó sẽ yêu Thiên Chúa của nó với tất cả sức lực của nó, tất cả linh hồn của nó, tất cả tư tưởng của nó, tất cả máu huyết của nó, tất cả xác thịt của nó, cho tới lễ toàn thiêu. Hạnh phúc cho nàng vì được hưởng những lời này. Con cũng muốn được như vậy. Andre xích xoài. Con à, nhưng con đã được rồi. Lại đây, người dân trại của thầy. Thầy muốn kể cho con một dụ ngôn như được áp dụng ngay cho con. Chờ đã thầy ơi, con đi tìm Maria. Nó rất ước ao được biết giáo lý của thầy. Trong khi Martha đi ra, các người khác kê các ghế thành một hình bán nguyệt chung quanh ghế của Giê-xu. Hai chị em trở lại và ngồi vào chỗ của họ, bên cạnh Đức Trinh Nữ. Giê-xu bắt đầu nói, các người đánh cá ra khơi và thả lưới xuống biển,
Sau một thời gian chờ đợi, họ kéo lưới vào bờ với rất nhiều mệt mỏi. Họ hoàn thành công việc theo lệnh của một ông chủ đã ra lệnh cho họ cung cấp những loại cá tốt nhất cho thành phố của ông. Ông nói với họ, những con cá nguy hại hay chất lượng xấu đừng thèm lấy, thậm chí đừng mang vào bờ, hãy quẳng chúng xuống biển. Các thuyền chài khác sẽ lấy vì họ làm việc cho một ông chủ khác, và họ mang cá vào thành phố của ông ta, và ở đó họ ăn những con cá độc hại, và vì vậy thành phố của kẻ thù ta càng ngày càng trở nên ghê tởm. Trong thành phố của ta thì đẹp đẽ, trong sáng, thánh thiện, không có gì thiếu lành mạnh được vào. Một khi đã kéo lưới vào bờ, các dân chài bắt đầu lựa chọn. Cá thật dồi dào với dáng vẻ, kích thước và màu sắc khác nhau. Có những con cá có vẻ đẹp, nhưng trong thịt đầy những xương, có mùi khó chịu vì bao tử nó chứa đầy bùn, sâu bọ, lá thối, làm cho thịt con cá càng ghê tởm hơn. Trái lại, có những con khác trông vẻ không đẹp, với cái mõm giống như vẻ mặt của tên ác phạm hay của các quái vật trong cơn ác mộng, nhưng các dân chài biết rằng thịt nó ngon. Cũng có những con khác bởi vì nó không có ý nghĩa gì nên không cần để ý đến. Các dân chài làm việc và làm việc. Các thùng đã đầy các loại cá ngon, trong lưới chỉ còn lại những cá vô ý nghĩa. Bây giờ đủ rồi, các thúng đã đầy, hãy vứt chỗ còn lại xuống biển. Nhiều dân chài nói như vậy. Nhưng trong đám họ có một người nói rất ít, trong khi những người khác khoe hoặc chê bai những con cá rơi vào tay họ, ông này cứ tiếp tục vạch lưới để tìm. Và trong đống những con cá nhỏ, ông còn tìm được 2-3 con mà ông giấu dưới đáy rổ. Những người khác hỏi, anh làm gì vậy? Các rổ đều đầy đẹp đẽ, anh sẽ làm hư nó khi anh bới lên để bỏ con cá xấu này xuống nước, người ta sẽ nói rằng anh muốn nó được kiểm tra như cá tốt. Hãy để tôi làm, tôi biết loại cá này và tôi biết ta sẽ lợi dụng được gì và nó sẽ cho ta cái vui nào. Dụ ngôn được chấm dứt với việc ông chủ chúc phúc cho người dân chài kiên nhẫn, hiểu biết và yên lặng, biết phân biệt những con cá tốt nhất trong một đống cá lớn. Bây giờ hãy nghe những áp dụng mà thầy làm với dụ ngôn. Ông chủ của thành phố đẹp, sáng láng, thánh thiện là Thiên Chúa. Thành phố là nước trời. Các dân chài là các tông đồ của thầy. Các loại cá của biển là nhân loại, nơi có đủ mọi thứ người. Các con cá tốt là các thánh. Chủ của thành phố hãi hùng là Satan. Thành phố rùng rợn đó là hỏa ngục. Các người đánh cá của nó là thế gian, xác thịt, các đam mê xấu nhập thể trong các tôi tớ của Satan, hoặc thiên liêng tức là ma quỷ, hoặc nhân loại, tức là các kẻ đồi bại và các kẻ giống như chúng. Các con cá xấu là các kẻ không xứng đáng với nước trời, các kẻ bị kết án. Trong số những kẻ trải lưới các linh hồn cho kinh thành của Thiên Chúa, luôn luôn có những kẻ tranh đua với sự hiểu biết kiên nhẫn của người dân trài, biết bền tâm trong việc tìm kiếm ngay trong các tầng lớp nhân loại, nơi mà các bạn khác của họ kém kiên nhẫn hơn đã chỉ lựa lấy những gì có vẻ tốt khi vừa thoáng nhìn mà thôi. Tội nghiệp thay, cũng có những ngư phủ hay chia lòng chia trí và lắm lời, trong khi việc lựa chọn đòi hỏi sự chú ý và thinh lặng, để nghe tiếng nói của các linh hồn và các sự chỉ dẫn siêu nhiên, nên họ không xem thấy các con cá tốt và để mất chúng. Cũng có những ngư phủ vì tính khăng khăng cố chấp đã xua đuổi những linh hồn mà vẻ bề ngoài không hoàn hảo, nhưng tuyệt vời về các phương diện khác. Có can hệ gì tới các con nếu một trong các con cá mà các con bắt được cho thầy có những dấu hiệu của các trận chiến quá khứ, tỏ lộ những chỗ bị cắt cụt, tạo ra bởi bao lý do, nếu nó không làm tổn thương thần trí nó? Có hề gì tới các con nếu một trong những kẻ này để tự thoát khỏi tay kẻ thù đã bị thương và xuất hiện với những vết thương này, nếu nội tâm của nó bộc lộ một ý chí rõ ràng muốn thuộc về Thiên Chúa? Các linh hồn đã từng gian khổ là những linh hồn vững chắc, còn hơn là những kẻ giống như đứa trẻ, được bao bọc bởi tã lót, bởi cái nôi, bởi người mẹ, và được nuôi dưỡng no nê, nên tốt và mỉm cười bình an. Nhưng sau đó, vì lớn lên,
và vì những thăng trầm của đời sống hiện tại có thể bộc lộ những ngạc nhiên đau thương của sự lạc hướng luân lý. Thầy nhắc lại cho các con dụ ngôn về người con phung phá. Các con sẽ còn nghe những dụ ngôn khác nữa, bởi vì thầy luôn luôn cố gắng làm thấm nhập vào trong các con sự chính trực, để nhận thức trong việc nghiệm xét các lương tâm để chọn một kiểu hướng dẫn cho các linh hồn. Mỗi linh hồn đều là cá biệt và duy nhất, và vì thế nó có phương cách đặc biệt để cảm nhận và phản ứng trước những cám dỗ và các lời giáo huấn. Các con đừng nghĩ rằng việc lựa chọn các tâm hồn là dễ dàng. Hoàn toàn trái lại. Điều đó đòi hỏi con mắt thiêng liêng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng của Thiên Chúa. Việc đó đòi hỏi một sự thông minh được thấm nhập bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Việc đó đòi hỏi sự chiếm hữu các nhân đức tới độ anh hùng mà ở trên tất cả là đức bác ái. Việc đó đòi hỏi khả năng thu tâm trong sự chiêm niệm, vì mỗi linh hồn là một bản văn tối mà họ phải đọc và suy gẫm. Việc đó đòi hỏi sự kết hợp liên tục với Thiên Chúa và quên đi mọi thứ lợi lộc ích kỷ, chỉ sống cho các linh hồn và cho Thiên Chúa, vượt qua mọi thành kiến, mọi oán giận, mọi ác cảm. Êm đềm như một người cha và sắt đá như người lính chiến. Êm đềm để khuyên răn nhắn nhủ và làm cho can đảm. Sắt đá để nói, việc đó không được phép và con sẽ không làm. Hay là việc này tốt và con phải làm. Bởi vì các con hãy nghĩ cho kỹ, có rất nhiều linh hồn sẽ bị quăng vào đầm lầy hỏa ngục, nhưng không phải đó chỉ là những linh hồn tội lỗi, nhưng còn có những linh hồn của các kẻ rao giảng tin mừng tội lỗi. Những kẻ đã thất tín với sứ mạng của họ và lôi kéo nhiều linh hồn đến chỗ hư mất. Sẽ có một ngày, ngày sau cùng của trái đất, ngày đầu tiên của Jerusalem hoàn toàn và vĩnh viễn, ngày mà các thiên thần, giống như các ngư phủ trong dụ ngôn, sẽ phân chia các kẻ tốt ra khỏi các kẻ xấu, để theo lệnh nghiêm khắc của vị thẩm phán, đưa các kẻ tốt vào nước trời và các kẻ xấu vào lửa đời đời. Khi đó, sẽ được tỏ cho biết những sự thật có liên can tới các ngư phủ và những người họ đã chài được. Những kẻ giả nhân giả nghĩa sẽ ngã xuống, và dân của Thiên Chúa sẽ hiện ra đúng như họ là, với các thủ lãnh của họ và những người họ đã cứu. Khi đó chúng ta sẽ thấy biết bao kẻ bề ngoài không có nghĩa lý gì hay bị ngược đãi là những kẻ trói lọi trên nước trời, và những ngư phủ bình tĩnh nhẫn nhục là những kẻ đã làm việc nhiều hơn, và bây giờ họ trói người đầy những đá quý là tất cả những kẻ họ đã cứu được. Vậy là dụ ngôn đã được nói và được giải thích. Vậy em con, ôi, nhưng... Phê-rô nhìn người, rồi nhìn Maria Magdalena. Không, Simon, với cô ta, tôi không có công gì đâu. Một mình thầy đã hành động. Angie nói cách thẳng thắn. Nhưng những ngư phủ khác, các người của Satan, họ lấy những cá còn lại à? Philip hỏi. Chúng cố gắng lấy những con cá tốt hơn, những linh hồn có khả năng cho những việc phi thường hơn của ân sủng, và chúng dùng chính con người để làm, phụ thêm vào cho những xúi dục của chúng. Có biết bao người trên thế giới, chỉ vì một đĩa đậu xanh, đã từ chối quyền trưởng nam của họ. Thưa thầy, bữa trước thầy nói là có rất nhiều người bị lôi kéo bởi những thứ thuộc về thế gian. Đó cũng là những ngu phụ của Satan à? Jacobi An phải hỏi. Đúng là nè. Trong ngụ ngôn này, kẻ để mình bị lôi kéo bởi sự giàu sang là những thứ có thể cho họ nhiều điều hưởng thụ. Họ để mất quyền, được hưởng kho tàng của nước trời. Nhưng trong thực tế, thầy bảo các con rằng trong 100 người, chỉ có 1/3 biết chống lại sự lôi kéo của vàng và các thứ hấp dẫn khác. Và trong số 1/3 này, chỉ có 1/2 biết kháng cự một cách anh hùng. Thế giới chết ngột, bởi vì nó tự ý siết cổ mình bằng những sợi dây tội lỗi. Thà rằng bị lột trần hết,
còn hơn là có những của cải rẻ mạt và hão huyền. Hãy biết hành động như người thợ bạc tham lam, khi họ biết rằng ở một nơi kia người ta đã mò được một viên ngọc trai cực hiếm. Anh ta không lo lắng để giữ trong két sắt của anh một mối lớn, những đồ trang sức nho nhỏ, nhưng anh ta bán hết đi để mua viên ngọc tuyệt vời này. Vậy tại sao chính thầy đã làm những sự khác biệt trong sứ mạng mà thầy cho những kẻ theo thầy? Và tại sao thầy bảo chúng con rằng phải coi sứ mạng đó như một ơn của Thiên Chúa, trong khi cũng phải từ khước sứ mạng này, vì đó là những điều vô ý nghĩa so với nước trời? Bartolomeo hỏi. Đó không phải là những điều vô nghĩa lý, đó là những phương tiện. Nó sẽ là điều không quan trọng, hay nói đúng hơn, nó là những cọng rơm rác dơ bẩn, nếu nó trở nên một cái đích nhân loại trong đời sống. Những cái hoạt động để có một địa vị, với mục đích có lợi về nhân loại, nó sẽ làm cho địa vị này thành một cọng rơm rác dơ bẩn, dù đó là địa vị thánh. Các con hãy làm cho nó thành một sự lãnh nhận đầy vâng lời, một nghĩa vụ vui vẻ, một lễ toàn thiêu hoàn toàn, và các con sẽ làm cho nó trở thành một viên ngọc cực kỳ hiếm. Sứ mạng là một lễ toàn thiêu nếu người ta hoàn thành nó hết mình. Đó là một sự tứ đại, một vinh quang. Nó làm chảy nước mắt, mồ hôi và máu, nhưng nó làm nên một triều thiên vương giả đời đời. Đúng vậy, thầy biết trả lời cho hết mọi vấn đề. Các con có hiểu thầy không? Các con có hiểu tất cả những điều thầy nói với các con bằng những so sánh về các sự trong đời sống hàng ngày, nhưng được soi sáng bởi ánh sáng siêu nhiên, để từ đó giải thích những sự đời đời không? Thưa thầy, hiểu. Vậy các con hãy nhớ lấy phương pháp đó để giảng dạy cho đám đông, vì đó là một trong những bí mật của các luật sĩ và các rabbi, sự hồi tưởng. Thật vậy, thầy bảo các con rằng mỗi người trong các con được giáo huấn bởi sự khôn ngoan, bảo đảm cho sự chiếm hữu nước trời, thì giống như một người cha trong gia đình, ông lấy từ trong kho tàng của ông ra những thứ hữu ích cho gia đình để sử dụng nó, những thứ cũ cũng như mới, với mục đích duy nhất là tạo sự thoải mái cho con cái ông. Mưa tạnh rồi, chúng ta hãy để cho các bà bình an tới nhà ông già Tobe. Ông sắp mở con mắt linh hồn của ông ra trên những thứ của đời sống bên kia. Bình an cho các con, các phụ nữ. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đường. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Diều bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng
Chúa ngày đêm. Lễ dâng món hèn lòng thành kính con đáp lễ. Trong tay ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Dâng ngài con chỉ có con tim này, một niềm phó thác đời con trong tay ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Đừng bỏ con mồ côi. Chương 103 Mariam dạy kinh lại cha cho Maria Magdalena. Trời đẹp đã trở về trên biển Galilee. Tất cả đều đẹp hơn lúc trước cơn bão, vì tất cả đều được rửa sạch bụi, bầu khí quyển trong suốt hoàn toàn. Và con mắt khi nhìn lên bầu trời có cảm tưởng là nó bay lên cao hơn và trở nên nhẹ hơn. Đó là một tấm màn căng ra giữa trái đất và các huy hoàng của thiên đàng. Mặt hồ phản chiếu màu xanh dương hoàn hảo này và tươi cười bình lặng với làn nước màu lam ngọc của nó. Đây là lúc bắt đầu rạng đông. Giê-xu cùng với mẹ Maria, Marta và Maria Magdalena lên thuyền của Phêrô. Cùng với người ngoài Phêrô và Andre còn có Zelot, Philip, Bartolomeo, còn Matthew, Thomas, hai ông anh họ của Giê-xu và Iscariot, thì lên thuyền của Giacôbê và Gioan. Họ hướng về Bethsaida, một đoạn đường ngắn, lại có gió thuận, thời gian di chuyển chỉ mấy phút. Khi họ sắp tới nơi, Giê-xu nói với Bartolomeo và người bạn bất khả phân ly của ông là Philip: các con đi báo cho các bà xã của các con, hôm nay thầy sẽ tới nhà các con. Và người nhìn hai ông với vẻ đầy ý nghĩa: trông ngay thầy ơi, thầy không ưng thuận cho con cũng như Philip được có thầy ở với chúng con sao? Chúng ta chỉ ở đây cho tới lúc mặt trời lặn, và vì thầy không muốn cho Phêrô bị mất cái vui được gặp Marian. Chiếc thuyền vào bờ và dừng lại. Họ lên bờ. Philip và Bartolomeo tạm biệt các bạn ngay để đi vào trong vùng. Hai ông kia đi đâu vậy hả thầy? Phêrô hỏi thầy, là người đầu tiên lên bờ và ở bên cạnh họ. Họ đi báo cho các bà vợ của họ. Vậy con cũng đi báo cho Porphyre. Không cần, Porphyre rất tốt đến nỗi không cần chuẩn bị cho bà
còn tim bà chỉ biết phân phát sự êm dịu. Mặt Phêrô sáng rỡ khi nghe Giêsu khen bà xã của ông, nên ông không nói gì thêm nữa. Trong lúc đó, các phụ nữ cũng lên khỏi thuyền nhờ một tấm ván dùng làm cầu, và họ đi về hướng nhà Simon. Người đầu tiên nhìn thấy họ là Mariam. Nó đang dẫn các con chiên ra ngoài để cho chúng gặm cỏ tươi trên sườn ngọn đồi đầu tiên của Bethsaida. Với một tiếng kêu vui mừng, nó loan tin cho mọi người, trong khi nó chạy tới lăn vào lòng Giêsu. Người cúi xuống để hôn nó. Rồi nó đến với Phêrô. Hô Phi-rê chạy ra, tay dính đầy bột. Bà cúi mình chào. Bình an cho bà Bofire. Bà đã có chờ chúng ta sớm như vậy phải không? Nhưng thầy muốn dẫn đến cho bà mẹ thầy và hai môn đệ, cùng với phúc lành của thầy. Mẹ thầy muốn gặp lại đứa bé. Đó, nó đang ở trong tay mẹ. Và các bà môn đệ muốn biết bà. Đây là bà xã của Simon, một môn đệ tốt và thầm lặng, linh hoạt trong sự vâng lời hơn là nhiều người khác. Còn các bà này là Marta và Maria ở Bethany, hai chị em. Tất cả hay yêu thương nhau. Những người mà thầy dẫn đến cho con, đối với con, họ còn thân thiết hơn máu mủ. Xin mời vào căn nhà tưởng nên đẹp hơn mỗi lần thầy đặt chân tới. Maria mỉm cười, lại gần ôm hôn Porphyre và nói với bà. Mẹ thấy con đúng là bà mẹ, sống động rồi. Đứa trẻ đã có vẻ tươi tốt hơn, và nó sung sướng. Cảm ơn con. Ôi, thưa mẹ, còn hơn là tất cả những tốt phước khác. Con biết rằng, chính nhờ mẹ mà con được nghe gọi, má ơi. Và xin mẹ biết rằng, con sẽ không làm mẹ khổ, bởi không sống như bà mẹ đối với tất cả những gì là tốt trong con. Xin vào với tất cả các chị. Maria nhìn Maria Magdalena cách tò mò. Nó vận dụng tất cả đầu óc để suy nghĩ. Sau cùng nó nói. Nhưng ở Bethany, cô đã không có ở đó. Cô đã không có ở đó, nhưng bây giờ cô sẽ luôn luôn ở đó. Maria Magdalena nói, đỏ mặt và cố nặn một nụ cười. Nàng vuốt ve đứa bé và nói với nó. Mặc dù chỉ bây giờ chúng ta mới biết nhau, nhưng cháu thương cô nhiều không? Có, bởi vì cô tốt. Cô đã khóc phải không? Vì vậy mà cô tốt. Và cô có tên Maria phải không? Má con cũng có tên vậy, và bà rất tốt. Tất cả các đàn bà có tên Maria đều tốt. Nhưng... Để không làm tổn thương cho Porphyre và Marta, nó kết thúc. Nhưng cũng có những người tốt trong đám các phụ nữ mang tên khác. Má cô tên gì? Usheri, và bà rất tốt. Và hai giọt nước mắt lớn chảy ra từ đôi mắt của Maria Magdalena. Cô khóc vì má cô chết rồi phải không? Đứa trẻ hỏi, và nó vuốt ve đôi tay rất đẹp, nắm vào nhau trên y phục màu đậm. Chắc chắn, đó là áo của Marta được sửa lại cho vừa, vì người ta thấy đã xuống lai. Và nó thêm. Nhưng cô không nên khóc. Cô biết chúng ta đâu có cô đơn. Má của chúng ta luôn luôn ở gần chúng ta. Chính Giêsu đã nói vậy. Và các vị giống như thiên thần hộ mệnh. Điều này cũng vậy. Giêsu cũng đã nói. Và nếu ta tốt, các vị sẽ đến đón ta khi ta chết. Và ta sẽ lên với Thiên Chúa trong tay mẹ chúng ta. Đúng vậy, cô biết chứ? Chính người đã nói vậy. Maria Magdalena ôm rất chặt người yên ủi nhỏ.
hôn nó và nói: "Vậy hãy cầu nguyện để cô trở nên tốt như vậy." "Nhưng cô không vậy à? Với Giê-xu chỉ có những người tốt đến. Và nếu ta chưa hoàn toàn tốt, ta sẽ trở nên như vậy để có thể làm môn đệ của Giê-xu. Bởi vì người ta không thể giảng dạy nếu người ta không biết. Người ta không thể nói hãy tha thứ nếu trước tiên chúng ta không tha. Ta không thể nói hãy yêu tha nhân nếu trước tiên chúng ta không yêu họ. Cô biết lời cầu nguyện của Giê-xu không?" "Không." "À, đúng vậy. Cô vừa mới đi theo người. Cô biết không, nó rất hay. Nó nói lên mọi điều. Cô hãy nghe, nó hay chừng nào." Và Mariam đọc nhận nha kinh lạy cha với tâm tình và đức tin. "Cháu biết rõ chừng nào." Maria Magdalena nói đầy cảm phục. "Chính mẹ cháu dạy cháu lúc ban đêm, và mẹ của Giê-xu dạy cháu lúc ban ngày. Nhưng nếu cô muốn, cháu sẽ dạy cho cô. Cô có muốn đi với cháu không? Các con chiên nó đang kêu bê bê vì nó đói rồi. Cháu dẫn chúng vào đồng cỏ. Đi với cháu đi. Cháu sẽ dạy cho cô cầu nguyện, và cô sẽ trở nên hoàn toàn tốt." Và nó cầm tay Maria Magdalena. "Nhưng cô không biết thầy có muốn không?" "Đi đi, đi đi Maria. Còn có người bạn ngây thơ vô tội và các con chim. Đi đi với tất cả sự thanh thản." Maria Magdalena đi với đứa trẻ. Người ta thấy chúng xa dần, ba con chiên đi trước. Giê-xu nhìn, những người khác cũng nhìn. "Đứa em tội nghiệp của tôi," Marta nói. "Đừng phàn nàn. Đó là một bông hoa tươi lại, đứng thẳng lên trên cuống sau cơn bão. Còn nghe không? Nó đang cười. Kẻ thơ ngây trong trắng luôn luôn là sự khích lệ." Chương 104. Giê-xu nói với Philip: "Thầy là người yêu mạnh thế. Dụ ngôn, đồng tiền được tìm thấy." Con thuyền chạy dọc bờ hồ từ Capernaum đến Magdala. Đây là lần đầu tiên Maria Magdalena ở trong dáng điệu thông thường từ sau khi hồi tránh, ngồi dưới sàn thuyền bên chân Giê-xu, trong khi người ngồi bên bục ở đầu mũi thuyền. Khuôn mặt nàng rất khác xa với khuôn mặt ngày hôm qua. Đây chưa phải là khuôn mặt rạng rỡ của Maria Magdalena khi chạy ra đón Giê-xu mỗi lần người tới Bethany, nhưng cũng đã là khuôn mặt được loại trừ hết những sợ sệt và băn khoăn. Đôi mắt nàng trước tiên là khiêm hạ, và trước đó nữa là nó trơ trẽn, bây giờ thì đoan trang và đầy bảo đảm. Và trong sự đoan trang đầy phẩm giá của nàng, thỉnh thoảng lóe ra một tia vui khi nàng nghe Giê-xu nói với các tông đồ, hoặc với mẹ người hay Ma-ta. Họ nói chuyện về lòng tốt của Pope-je, rất đơn giản và rất dễ thương. Họ nói về sự đón tiếp tình nghĩa của Salome và các bà trong gia đình của Bartolomeo, cũng như Philip. Và Philip nói: "Nếu không vì lý do là chúng còn quá trẻ và mẹ chúng không muốn thấy chúng ở ngoài đường, thì chúng cũng sẽ đi theo thầy." "Linh hồn chúng theo thầy,
và đó cũng là một tình yêu thánh. Philip ơi, nghe thầy này, đứa con gái cả của con sắp làm đám hỏi phải không? Dạ, thưa thầy vâng. Đó là vị hôn phu xứng đáng, và nó sẽ là người chồng tốt, có phải không Bartolomeo? Đúng vậy, tôi bảo đảm điều đó. Vì tôi biết rõ gia đình này, tôi không thể chấp nhận làm người mối lái. Nhưng nếu tôi không bị giữ ở bên cạnh thầy, thì với sự bảo đảm và bình an, tôi sẽ giúp nó thành lập một gia đình thầy. Nhưng cô gái trẻ đã xin thầy nói với con là đừng làm gì hết. Vị hôn phu không vừa ý nó sao? Vậy thì nó làm. Nhưng tuổi trẻ điên lắm, còn hy vọng nó sẽ chịu nhận. Không có lý do gì để từ chối một ông chồng thảm hại như vậy. Nếu không là không thể được. Philip nói. Nếu không là sao? Nói tiếp đi Philip. Giê-xu nói để khuyến khích ông. Nếu không là nó đã yêu một người khác, nhưng điều đó không thể được. Nó không bao giờ ra khỏi nhà và ở trong nhà. Nó sống một đời rất kín đáo. Không thể được. Philip, có những tình nhân có thể vào trong những căn nhà đóng cửa chặt nhất. Người tình biết nói với những nàng mà họ yêu, mặc dù tất cả những rào cản và những sự canh chừng. Người tình phá hủy được tất cả những trở ngại mù quáng hay những trở ngại của tuổi trẻ được giữ gìn cẩn thận. Hay còn những thứ khác nữa để lấy những nàng mà họ yêu. Cũng có những tình nhân mà người ta không thể từ chối, bởi vì họ là những người bất khả kháng trong ý chí của họ. Bởi vì họ rất hấp dẫn để thắng mọi kháng cự, dù là của ma quỷ. Một trong những người đó đã yêu con gái con và là người mạnh nhất. Nhưng ai? Một người trong triều Herodea. Đó không phải là một người mạnh. Một người trong nhà thủ hiến, một quý tộc Roma, còn sẽ không cho phép điều đó với bất cứ giá nào. Dòng máu Israel tin rằng sẽ không tiếp xúc với một dòng máu dơ bẩn. Thà rằng con giết con gái con, xin thầy đừng cười, con khổ mà. Bởi vì con giống như con ngựa sợ bóng, còn thấy bóng tối ở nơi chỉ toàn là ánh sáng. Nhưng con yên tâm, ông thủ hiến không là một đầy tớ sao? Các bạn quý phái của ông không là những đầy tớ sao? Caesar không phải là một đầy tớ sao? Thầy giỡn hoài, thầy muốn làm con sợ. Không ai lớn hơn Caesar, và không có ai là chủ hơn ông ta. Có thầy Philip ạ. Thầy muốn cưới con gái con à? Không, linh hồn của nó. Thầy là người yêu, xâm nhập được vào trong những căn nhà đóng kỹ nhất, vào những con tim, còn khóa chắc hơn 7 và 7 lần chìa khóa. Thầy là người biết nói, mặc dầu có tất cả mọi thứ hàng rào và sự canh chừng. Thầy là kẻ phá hủy mọi trở ngại, để lấy cái gì thầy muốn. Các kẻ trong sạch, các người tội lỗi, các trinh nữ, các bà quá, những kẻ không bị thói xấu xiềng xích, và những kẻ là nô lệ của nó. Và với tất cả mọi người, thầy cho một linh hồn duy nhất, mới mẻ, được hồi sinh, được hạnh phúc và trẻ trung đời đời. Các lễ đính hôn của thầy, và không ai có thể từ chối cho thầy, các con mồi êm ái của thầy, dù là cha, mẹ, con cái, kể cả Satan. Thầy nói với linh hồn một cô gái nhỏ như con gái của con, hay với một người tội lỗi nhìm ngập trong tội vì Satan cầm giữ bằng 7 sợi xích. Linh hồn sẽ đến với thầy, và không có gì, cũng không người nào có thể giật nó ra khỏi tay thầy. Không một sự giàu sang nào, một quyền hành nào, một niềm vui nào của thế gian có thể thông đạt được với niềm vui trọn vẹn, là niềm vui của những kẻ kết hợp với sự nghèo khó và sự hy sinh của thầy.
lột bỏ mọi của cải hèn, để mặc lấy mọi của cải trên trời. Vui tươi, trong sự trong sáng, được thuộc về Thiên Chúa, chỉ một mình Thiên Chúa. Chính những người đó là chủ dưới đất và trên trời, là chủ trái đất vì họ thống trị nó, là chủ trên trời vì họ đã chinh phục nó. Nhưng trong lệ luật của chúng ta không có điều đó. Bartolomeo kêu lên: Hãy lột bỏ con người cũ, Nathanael. Khi thầy gặp con lần đầu tiên, thầy đã chào con, khi gọi con là người Israel hoàn toàn, không gian dối. Nhưng giờ đây, con thuộc về Đức Kitô, không thuộc về Israel nữa. Hãy thuộc về Đức Kitô không gian dối, không úp mở. Hãy mặc lấy cái tâm tính mới này. Nếu không, con không thể hiểu biết bao vẻ đẹp của sự cứu chuộc mà thầy đem đến cho toàn thể nhân loại. Philip can thiệp vào và nói: Vậy con gái con, thầy nói là nó được thầy gọi. Vậy nó làm gì bây giờ? Con không cái lý với thầy, nhưng con muốn biết, chỉ là để giúp nó, lời kêu gọi của thầy cốt tại cái gì? Dẫn đưa các bông huệ được dâng hiến bởi một tình yêu trinh nguyên vào trong khu vườn của Đức Kitô. Sẽ có rất nhiều trong các thế kỷ tương lai, rất nhiều vườn cảnh thơm tho mùi hương để cân đối với sự ô trọc của các khói hương, các linh hồn tội nguyện, để cân đối với các kẻ phạm thượng và những kẻ vô thần, là sự trợ cứu cho tất cả các hoạn nạn của thế gian và là niềm vui của Thiên Chúa. Maria Magdalena mở môi để đặt một câu hỏi. Trong khi hỏi, nàng vẫn còn đỏ mặt, nhưng với sự dễ dàng hơn trong những ngày trước. Vậy chúng con, những đồ nát mà thầy đã nâng dậy, chúng con sẽ trở nên thiếu gì? Giống như các chị em đồng trinh của các con. Ôi, không thể được. Chúng con đã dẫm lên quá nhiều buồn và không thể được. Maria, Maria, Giê-xu không bao giờ chỉ tha một nữa. Thầy đã bảo con rằng, thầy tha cho con, thì sẽ là như vậy. Con và tất cả những ai phạm tội như con, mà tình yêu của thầy đã tha thứ và kết hôn, các con sẽ tỏa hương thơm, các con sẽ cầu nguyện, các con sẽ yêu, các con sẽ khích lệ. Các linh hồn này ý thức được điều xấu và biết rằng khả năng chữa trị ở đâu. Trước mặt Thiên Chúa, họ là những vị tử đạo. Vì thế, họ cũng thân yêu đối với người như là các trinh nữ vậy. Tử đạo à? Về cái gì thầy? Chống lại chính mình các con và những kỷ niệm của quá khứ, và bởi sự khao khát tình yêu và sự đền tội. Con phải tin điều đó không? Maria Magdalena nhìn tất cả mọi người trong thuyền để tìm được một sự xác nhận cho niềm hy vọng vừa nhấm lên trong nàng. Hãy hỏi Simon điều đó. Một buổi chiều kia, trong mảnh vườn đầy trăng sao soi sáng của nhà con, thầy đã nói về con và cách chưng là về tất cả các kẻ tội lỗi. Các anh em con có thể nói cho con lời thầy đã hát lên cho tất cả những kẻ được cứu chuộc, về những kỳ công của lòng thương xót và sự hoán cải. Đứa trẻ kia cũng đã nói điều đó với con bằng cái giọng thiên thần của nó. Khi con trở về, tâm hồn được tươi mát ra vì bài học của nó. Nó đã cho con biết về thầy còn hơn chị con nữa, đến nỗi bữa nay con cảm thấy can đảm hơn để đối diện với Magdalena. Bây giờ thầy đã nói với con như vậy, con thấy sức mạnh của con lớn lên. Con đã làm gương mồ cho thế gian. Nhưng lạy Chúa, con thề với thầy là bây giờ thế giới khi nhìn vào con, họ sẽ biết thế nào là uy quyền của thầy. Giê-xu
để bàn tay người trên đầu nàng một lát, trong khi Đức Thánh trên đỉnh mỉm cười. Nụ cười mà chỉ mẹ biết làm. Nụ cười của thiên đàng. Đây, thành phố Matala trải ra trên bờ hồ, với mặt trời vươn lên trước núi Obela. Ngọn núi che gió cho nó ở phía sau, và cái thung lũng hẹp với những sườn dốc thẳng và hoang dã. Nơi đây, một dòng suối đến từ phía tây đổ vào hồ, với những bờ dốc đầy vẻ đẹp mê hồn và khắc nghiệt. Joan kêu lên từ chiếc thuyền bên kia. Thầy ơi, đây là cái thung lũng của tuần tính tâm của chúng ta. Và mặt ông sảng sỡ, tựa như mặt trời trái lên trong lòng ông. Thung lũng của chúng ta, đúng, thầy nhận ra ngay. Người ta không thể không nhớ những nơi người ta đã nhận biết Thiên Chúa. Joan trả lời. Trong khi con luôn luôn nhớ tới cái hồ này. Vì chính ở đây, con đã biết thầy. Chị biết không, Martha, chính ở đây, một buổi sáng kia, em đã thấy thầy. Đúng, và chỉ chút xíu nữa là tất cả chúng ta, chúng tôi và quý vị đều chìm xuống đáy. Bà ơi, hãy nhớ là các tay chèo thuyền của bà không đáng giá là bao. Pedro nói trong khi cho thuyền cập bờ. Chúng tôi chẳng đáng giá gì, cả người chèo, cả những người ở cùng với họ. Nhưng còn điều là chính ở đây xảy ra cuộc gặp gỡ đầu tiên, và điều đó có giá trị lớn. Rồi sau đó, con thấy thầy ở trên núi, rồi ở Matala, và rồi ở Capernaum. Bao lần gặp gỡ là bấy nhiêu xích xì bị gãy. Nhưng Capernaum là nơi đẹp nhất, vì ở đó thầy đã giải phóng cho con. Họ lên đất, trong khi những người ở thuyền kia đã lên rồi. Họ đi vào thành phố. Chỉ vì tò mò, hay một sự tò mò không đơn giản, về phía những người dân của Magdala, là một hành hạ đối với Maria Magdalena. Nhưng nàng chịu đựng các anh hồn, trong khi theo chân thầy. Người đi ở đằng trước giữa tất cả các tông đồ, trong khi ba người đàn bà đi ở phía sau. Tiếng xì xào rất mạnh, cũng không thiếu những lời chỉ trích. Tất cả những người vào thời mà Maria còn là tình nhân có ảnh hưởng ở Magdala, và họ đã nể nàng vì sợ trả đũa. Bây giờ thì họ nhìn nàng, biết nàng đã xa lìa các bạn hữu mạnh thế. Bây giờ nàng khiêm nhu, trong sạch. Họ tự cho phép mình làm chứng về nàng, kể cả khinh bỉ, và quăng về phía nàng những hình dung từ ít nhìn hót hơn. Marta cũng khổ như nàng, nên bà hỏi, em có muốn về nhà không? Không, em không rời thầy và người. Trước khi căn nhà được thanh tẩy mọi dấu vết của quá khứ, em sẽ không mời thầy vào. Nhưng em khổ mà em. Em đáng vậy. Và người ta thấy nàng chịu đựng, mồ hôi như những hạt ngọc trên mặt, và màu đỏ lan ra tới cổ, không phải chỉ là tại trời nóng. Họ đi qua tất cả thành phố Matala, đi vào các khu dân nghèo, cho tới căn nhà các ngài đã đến lần trước. Người đàn bà đứng sững, kinh ngạc khi ngước đầu qua bên trên bể giặt, để coi xem ai chào. Bà thấy mình ở trước mặt Giê-xu, và các cô nổi tiếng của Magdala không còn quần áo sang trọng, không còn phủ đầy nữ trang, nhưng đầu che bằng một tấm khăn gai nhẹ, ăn mặc màu xanh lơ phớt hồng. Một cái áo cọc, chắc chắn không phải là áo nàng. Dù người ta đã cố làm cho vừa, choàng một áo khoác nặng, mà chắc chắn là một cực hình với sức nóng này.
Bà cho phép thầy dừng lại trong nhà bà để nói với những người theo thầy không? Tức là tất cả Matala, vì tất cả dân thành đều đi theo nhóm các ngài. Lạy Chúa, sao thầy lại hỏi con vậy? Nhà con thuộc về thầy. Và bà vội vã đi lấy các ghế ngồi, các băng để cho các bà và các tông đồ. Khi đi qua gần Maria Magdalena, bà cúi xuống như một người nô lệ. Bình an cho bà chị, nàng trả lời. Người đàn bà ngạc nhiên tới nỗi bà để rơi chiếc ghế nhỏ bà cầm trong tay, nhưng bà không nói gì. Cử chỉ của bà làm tôi nghĩ rằng Maria có lẽ thường đối đãi những người tùy thuộc vào nàng với điều kể cả. Sự ngạc nhiên của người đàn bà càng lớn khi bà nghe nàng hỏi các đứa trẻ thế nào. Chúng đâu? Chài lưới có khá không? Chúng khỏe mạnh. Chúng ở nhà trường hay ở nhà mẹ tôi? Chỉ có đứa nhỏ đang ngủ trong nôi. Chài lưới khá. Chồng tôi sẽ mang cho cô số 10%. Không, không phải mang nữa. Hãy giữ lấy cho các con bà. Bà cho phép tôi coi đứa bé không? Mời vào. Người ta đã kéo tới đầy trường. Giê-xu bắt đầu nói. Một người đàn bà có 10 đồng bạc trong túi, nhưng trong khi bà hoạt động, túi tiền tụt khỏi bụng, nó mở ra, các đồng tiền rơi trên đất. Bà lượm lại với sự giúp đỡ của các bạn hàng xóm hiện diện, và bà đếm. Chỉ có 9 đồng, đồng thứ 10 không tìm thấy. Vì buổi tối đã gần và thiếu ánh sáng, người đàn bà đốt đèn và để trên đất. Bà lấy chổi và quét cẩn thận để coi xem đồng tiền có lăn đi xa khỏi chỗ rơi không. Nhưng không thấy đồng tiền. Các bạn bà bỏ đi nản lòng, thôi không tìm nữa. Khi đó, người đàn bà di chuyển cái rương, cái kệ, kể cả một chiếc rương nặng, xê dịch các hũ, các bình đặt tại các lỗ trong tường. Nhưng vẫn không thấy đồng tiền. Khi đó bà bắt đầu bỏ 4 chân và tìm trong đống rác rến ở gần cửa nhà để xem lỡ ra đồng bạc có lăn ra ngoài nhà và lẫn lộn vào các lá rác hay vỏ rau không. Và sau cùng bà đã tìm được đồng bạc hoàn toàn dơ bẩn, hầu như bị vùi trong đống rác rến và rau cỏ thối đã lấp trên nó. Người đàn bà đầy vui mừng cầm nó đem rửa, lau chùi. Bây giờ nó lại đẹp hơn trước. Bà giơ nó cho các bạn hàng xóm mà bà đã gọi trở lại bằng những tiếng kêu lớn, những kẻ đã rút lui sau một lúc tìm kiếm. Bà nói với họ, đây, các bạn coi, các bạn đã khuyên tôi đừng nhọc công tìm kiếm hơn, nhưng tôi đã kiên tâm và tôi đã tìm thấy đồng bạc đã mất. Vậy các bạn hãy vui với tôi vì tôi không phải chịu cái khổ phải mất một đồng trong số kho tàng của tôi. Thầy của các con cũng vậy. Và các tông đồ của người cùng với người làm giống như người đàn bà trong dụ ngôn. Người biết rằng một cử động có thể làm rơi mất một kho tàng. Mỗi linh hồn là một kho tàng. Và Satan, kẻ ghét Thiên Chúa, gây ra những cử động xấu để làm rơi các linh hồn khốn nạn. Có những kẻ trong lúc rơi té, dừng lại ở gần cái túi tiền, tức là đi hơi xa xa lề luật của Thiên Chúa, đấng gìn giữ các linh hồn dưới sự bảo vệ của các giới răn người. Có những kẻ đi xa hơn, tức là xa lìa Thiên Chúa và giới răn của người hơn. Sau cùng, có những kẻ lăn tới tận các đống rác, các đồ phế thải, các chỗ bùn nhơ, và ở đó nó sẽ kết thúc bằng cách hư đi, bị thiêu trong lửa đời đời, giống như những vật dơ giấy mà người ta thiêu đốt trong những nơi đặc biệt. Vị thầy biết vậy, và người tìm kiếm không biết mệt những đồng bạc bị mất. Người tìm chúng ở khắp nơi với tình yêu. Đó là những kho báu của người, và người không cho phép mình mệt mỏi, cũng không để mình chán nản vì bất cứ thứ gì. Nhưng người lục lọi, moi móc, lúc lắc, quét tước, cho tới khi người tìm thấy nó. Khi người đã tìm thấy nó, người rửa nó bằng sự tha thứ của người. Người gọi các bạn người, toàn thể thiên đàng và tất cả các người lành trên trái đất và nói, hãy vui với ta, vì ta đã tìm thấy kẻ đã lạc mất.
bây giờ nó còn đẹp hơn trước vì sự tha thứ của ta đã làm cho nó cái gì mới. Thật vậy, Thầy bảo các con, sẽ có một lễ lớn trên trời và tất cả các thiên thần của Thiên Chúa cũng như các kẻ lành trên trái đất sẽ vui mừng khi một người tội lỗi trở lại. Thật vậy, Thầy bảo các con, không có gì đẹp hơn nước mắt thống hối. Thật vậy, Thầy bảo các con, chỉ có ma quỷ mới không biết và không thể vui mừng vì sự cải thiện là chiến thắng của Thiên Chúa. Thầy cũng bảo các con rằng, cách thức mà một người đón nhận sự cải thiện của một tội nhân cho ta biết mức độ về lòng nhân từ của họ và về sự kết hợp của họ với Thiên Chúa. Bình an cho các con. Người ta hiểu lời giáo huấn và họ nhìn Maria Magdalena. Nàng đến ngồi tại cửa với đứa bé trong tay, có lẽ là để được bình tĩnh. Mọi người từ từ xa dần, chỉ còn lại bà chủ căn nhà nhỏ và mẹ bà ta. Người đã tới với các đứa trẻ, thiếu Benjamin vì nó còn ở nhà trường. Về nhà cha hỏi rằng rằng có chi xa, đường về nhà cha có ngại sợ lắm gai trông, bao nhiêu treo leo ngại bấy bấy nhiêu hiểm nghèo, bao nhiêu gian nan ngại lắm đớn đau nhọc thân. Về nhà cha nhủ thầm rằng có chi xa, đường về nhà cha ấy đường trải gấm theo hoa, treo leo lo chi sợ chi chỉ không qua tình, gian nan lo chi sợ chính chính nơi thân mình. Quyết trôi dậy về với cha tôi, vâng tôi quyết trôi dậy về với cha tôi. Tôi luôn luôn tin rằng cha như Chúa chiên lành, ngày tháng trôi cha vẫn mong chờ tôi. Quyết trôi dậy về với cha tôi, vâng tôi quyết trở về với cha tôi. Con đã sống kiếp người mang ô nhiễm thói đời, giờ con về xin được làm tôi tớ mà thôi. Về nhà cha ngại ngùng mọi cánh chim bay, đường về nhà cha gió lạnh sợ lắm chua cay, đam mê vui say cạn bước chân thêm cây, cô đơn bơ vơ chạy nhớ cha từng giây. Đường về nhà cha nhủ thầm rằng ở tim ta, đường về nhà cha ấm tình chiều mến bao la, yêu thương bao dung tựa gấm hoa lụa là. Ta mau đi về với cha nhân hòa. Quyết trôi dậy về với cha tôi, vâng tôi quyết trôi dậy về với cha tôi.
tôi luôn luôn tin rằng Cha như Chúa chiên lành, ngày tháng trôi Cha vẫn mong chờ tôi. Quyết trôi dậy về với Cha tôi, vâng tôi quyết trở về với Cha tôi. Con đã sống kiếp người mang ô nhiễm thoái đời, giờ con về xin được làm tôi tớ mà thôi. Quyết trôi dậy về với Cha tôi, vâng tôi quyết trôi dậy về với Cha tôi. Tôi luôn luôn tin rằng Cha như Chúa chiên lành, ngày tháng trôi Cha vẫn mong chờ tôi. Quyết trôi dậy về với Cha tôi, vâng tôi quyết trở về với Cha tôi. Con đã sống kiếp người mang ô nhiễm thoái đời, giờ con về xin đưa làm tôi tớ mà thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.